Siêu thị. Hello các em. Tối thứ sáu hàng tuần, hôm nay chúng ta lại gặp nhau. Hello Nguyễn Thái. Hello các em. Cô có miss em không? Có, nhớ Vũ Trường. Vũ Trường là bạn mà thứ sáu tuần trước đã giành được cuốn sách của cô đấy. Món quà. Hello Dòng Nước, Nguyễn Huy Hoàng, June June Carey, Nguyễn Khanh Briona. Ôi, bọn em mà để những cái nick mà nó kiểu dài dài á là cô khó đọc lắm đấy. Hello Đinh Ngọc Bảo Hân, Phạm Tiến Anh. Tân Tiến Vũ Hợp. Phạm Tiến Anh. Lê Minh, chào các em. Vẫn có ít bạn quá. Hoàng Thùy Linh chào em, cô gọi tên em cho có động lực học. Ok. Nguyễn Thái. Nguyễn Thái chào ngay từ lúc đầu rồi đấy. Hôm nay các bạn học ít thế, hôm nay vắng thế. Hey. Hello Nguyễn Thúy Hường, Nguyễn Phương Lan. Ờ, 6 buổi rồi. Lê Minh, Trường Kín, Quang Hậu. Hello Nguyễn Thu Tuyết, Phạm Nguyên. Han Sara, chị đang học bài. Ma Ngọc Hà, Quang Hậu. Chào cô và mấy bạn. Ok, Đình Khang, thương em à. Kiên Nguyễn, cô gọi tên em trong đêm. An Nguyễn, hôm nay em nói ít làm nhiều. Ok, hôm nay em bình luận toàn bằng tiếng Anh. Ok, ABCD cũng là tiếng Anh đúng không? Bọn em sắp thi học kỳ 1 mà mới dịch à, thế là có phải hoãn không? Ô, xong này ít bạn xem này. Hôm nay buồn này. Nguyễn Thu Tuyết chào rồi mà. Ô, hôm nay các bạn xem ít thế nhỉ? Hôm nay các bạn xem ít quá. Hello Nguyễn Thị Thủy. Lê Minh. Rồi. Nguyễn Thị Thùy, Thủy đúng không? Không nhớ lắm. Không nhớ lắm. Chắc cái này. Hôm nay không hiểu sao các bạn vào ít quá. Tuần 18 thi rồi. Đấy, hôm nay sắp thi đến nơi rồi cho nên chúng ta phải chăm học lên. Hôm nay thì như cô đã nói ở trong cái phần live của tuần trước đấy thì hôm nay thì chúng ta sẽ live về câu đồng nghĩa và nối câu. Đây cũng là một trong những phần khá là khó. Tuần sau em kiểm tra rồi, quyết tâm lấy 8. Ok, chúc mừng, chúc bạn Han Sara có thể sẽ được 8 điểm, tức là sẽ được như ý nguyện nhé. Em mới thi tiếng Anh cuối kỳ xong. Ok, Nguyễn Thị Kim Cương. Thành chờ gọi tên. Cô em, cô nhớ em không chịu, Thành chờ gọi tên nghe lạ quá à. Các bạn sợ đang học vào xem cô là bỏ học luôn ạ, là sao? Hoài Nam chào em, Hữu Thoại, ok. Học và thuyết trình bằng tiếng Anh rồi. Mãi thứ sáu mới được xem cô live, ok. Rồi nào, các bạn chú ý nào. Bình thường thì ở fanpage cá nhân của cô thì lúc nào cô rảnh là cô vẫn live ở trên đó đấy. Thì các bạn có thể follow fanpage của cô nhá, là học tiếng Anh với cô Hoàng Xuân, nhớ chưa? Các bạn có thể follow fanpage của cô thì thứ nhất là cô có post tài liệu lên trên đấy. Đấy, post tài liệu, ví dụ tài liệu ngữ pháp này, những cái phần lý thuyết này, hoặc là đôi khi cô cũng có live ở trên đấy nữa. Đấy, thì các bạn muốn học thêm tiếng Anh ngoài cái phần live thứ sáu hàng tuần của chúng ta ngày hôm nay thì các bạn muốn học thêm tiếng Anh thì các bạn hãy follow fanpage của cô nhé, là học tiếng Anh với cô Hoàng Xuân. Và YouTube của cô nữa là English with Hoàng Xuân, các bạn nhớ nha. Ok, rồi mai học.
Em chào cô lần tiên trên live, ok rồi. Nào, như chúng ta đã nói đấy, thì như cô đã nói thì hôm nay chúng ta sẽ học về câu đồng nghĩa và đối câu nhé. Thì chúng ta sẽ làm 25 câu. Hôm nay chúng ta sẽ có 25 câu tất cả. Nào, bây giờ chúng ta bắt đầu từ câu số 1 luôn, là không bị muộn đấy các em ạ. Huyền Trang, em mới thi xem. Cô có tài liệu câu giả định không? Tài liệu câu giả định cô có post lên ở fanpage của cô rồi đấy. Vào cái fanpage của cô ấy, Học Tiếng Anh với cô Hoàng Xuân ấy, thì ở trong đấy thì có, trong đấy có nhé. Rồi, hôm nay ít bạn thì xem thế này, thì liệu hôm nay có phần thưởng không nhỉ? Liệu chúng ta có muốn có phần thưởng không nhỉ? Thì hôm nay cô cũng vẫn chuẩn bị một cái cuốn sách cho chúng ta đây. Thì như cô đã nói đấy, thì tầm này chúng ta cũng có thể bắt đầu luyện đề được rồi. Tầm này cũng có thể bắt đầu luyện đề. Như bạn nào yếu yếu thì luyện đề thì nó sẽ còn hơi vất vả, nhưng bạn nào mà khá khá thì bắt đầu có thể luyện đề rồi. Thì ok, thì thôi rồi, hôm nay ít bạn xem nhưng mà cô vẫn quyết định là sẽ vẫn có một cái món quà dành cho các em nhá. Thì các bạn nhớ cho cô để ủng hộ cái live này của cô nhá. Từ thứ sáng hoàn tuần để ủng hộ thì các bạn nhớ này, chúng ta hãy làm các bước sau đây. Thứ nhất là chúng ta hãy like, hoặc là chúng ta hãy thả tim nhá, cái phần live stream này. Ok, rất là đơn giản đúng không? Like, thả tim. Tiếp theo, phần thứ hai là chúng ta hãy tag một, ít nhất là một người bạn của mình. Đấy, ít nhất là tag một người bạn. Đấy, để vào học tiếng Anh cùng với chúng ta nhá. Và thứ ba là chúng ta nhớ phải comment đáp án rất là nhiệt tình, nhớ chưa? Comment đáp án thì đấy là một cách để chúng ta hưởng ứng cái buổi học này. Đấy, comment đáp án, đấy là cách để chúng ta phát biểu đấy đúng không? Bây giờ chúng ta không nói được thì chúng ta hãy comment. Thì đấy là cái cách để chúng ta phát biểu. Và cái món quà này sẽ là món quà mà dành tặng cho những bạn nào mà thứ nhất là comment hăng hái ngày hôm nay, và thứ hai nữa là cũng cần có yếu tố may mắn đúng không? Thì các bạn nhớ cho cô là cô đang live ở trên fanpage của Tuyển Sinh 247 nhá. Cô chỉ có thể đọc được comment ở một trang duy nhất thôi. Cô chỉ có thể đọc được comment ở một trang duy nhất, chính là ở trang web, ở fanpage của Tuyển Sinh 247. Các bạn hãy vào fanpage của Tuyển Sinh 247 nếu như chúng ta muốn nhận được cái món quà này. Thế còn các bạn đang xem ở trên fanpage của cô hoặc là ở trên kênh YouTube đấy, cô nhắc nhở cô nhắc một chút là các bạn muốn nhận được cái món quà này của cô, chính là cuốn sách giải mã một tiếng Anh, đây là cái quyển luyện đề. Thì các bạn muốn nhận được cái món quà này thì các bạn hãy vào xem ở trên fanpage của Tuyển Sinh 247 các bạn nhé, chú ý. Đấy, thì cái món quà này thì đã được dành tặng cho rất nhiều bạn rồi. Cụ thể là tuần trước có một bạn tên là Vũ Trường thì bạn ấy đã nhận được món quà. Đấy, bạn đã nhận được rồi. Bạn ấy sau khi mà nhận được sách rồi thì bạn ấy cũng có báo lại cho cô là bạn ấy đã nhận được rồi. Đấy, rồi trước đấy cũng có bạn tên là Tân Tiến này, trước đấy nữa có bạn toàn thể con trai thôi. À, trước đấy có một bạn gái tên là Vinh đang học bài, thì bạn ấy tên là bạn Vinh là bạn con gái đấy. Thì bạn ấy trước đây là cũng đã nhận được rồi. Đấy, thì hy vọng hôm nay Chi đang học bài sẽ là một bạn may mắn đúng không? Tuần trước hay tuần trước nữa gì đấy có một bạn tên là Vinh đang học bài. Đấy, thì hy vọng là tuần này sẽ là một bạn con gái đúng không? Tuần trước là con trai rồi thì hy vọng tuần này sẽ là một bạn con gái nhé. Nhớ là chúng ta hãy comment đáp án thật là nhiệt tình, nhớ chưa? Để làm thế nào đấy để cô nhớ được cái tên Facebook của mình. Làm thế nào là cô nhớ được, cô ấn tượng là hôm nay cái buổi học này chúng ta đã có cái bạn này đúng không? Ví dụ bạn Chi đang học bài chẳng hạn. Bạn Chi đang học bài thì cô biết chắc chắn là bạn ý, cô biết bạn ý luôn, cô nhớ. Bởi vì là thứ nhất là cái tên, nick rất là dễ nhớ. Thứ hai nữa là bạn ý đã rất là chăm chỉ vào xem các live của cô của các tối thứ sáu luôn, cho nên cô rất là nhớ. Đấy, thì bạn nào muốn có được một cái món quà này nhá, hoàn toàn free luôn, kể cả free ship luôn các bạn nhá, free shipping luôn. Đấy, bạn nào muốn có cái món quà này thì các bạn hãy vào trên cái vào xem cái live của cô ở trên fanpage của Tuyển Sinh 247 nhá các bạn nhá. Hạ Linh Nhi, em cũng muốn được tặng sách. Ok, muốn được tặng sách thì các bạn nhớ rồi đấy. Đấy, rất là đơn giản thôi, chúng ta hãy hăng hái nhiệt tình và nhớ tag một người bạn của mình vào nhá. Ok, rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu thôi. Khi nào live 11? Tối ngày mai sẽ là live lớp 11 các bạn nhé. Tối ngày mai sẽ là live lớp 11. Mong em hôm nay được quà. June Carey rồi. Nào, Nguyễn Khánh Linh này, cô cũng rất là nhớ ấy. Có những bạn cái tên Facebook của các bạn thì cô cũng rất là nhớ ấy.
Ok, các bạn chú ý nhá, chúng ta sẽ bắt đầu từ bây giờ, đúng không? Chúng ta bắt đầu học luôn. Để các bạn nhớ là comment thật nhiệt tình cho cô nhá. Và nhớ like, thả tim, rồi share về. À, quên nữa, phải share về. Share về tường. Share về tường. Đấy, share về tường của mình ấy. Thứ nhất là để mình có thể xem lại được. Thứ hai nữa là... Ok, rồi chúng ta tiếp tục thôi. Em cũng muốn được tặng sách, rồi bạn nào muốn được tặng sách thì hãy chú ý làm theo đầy đủ các bước này. Và quan trọng nữa là phải xem cái sự may mắn của chúng ta buổi ngày hôm nay là như thế nào nữa nhá. Chúng ta phải xem chúng ta có may mắn nữa không, đúng không? Còn phụ thuộc vào yếu tố may mắn nữa. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu thôi nào, mai học. Nào bắt đầu comment đáp án cho cô nhá. This is the first time we have been to the circus. Đây là lần đầu tiên chúng tôi đến circus, ở đây là gọi là rạp xiếc đúng không? Đây là lần đầu tiên chúng tôi đến rạp xiếc. Đấy, thì điều này có nghĩa là gì? Nào chúng ta hãy tìm câu đồng nghĩa với cả câu này nào. Đây là lần đầu tiên chúng tôi đến rạp xiếc. Tuần trước thì thực ra thì mình không live được lớp 11. Tuần trước thì cô có việc bận cho nên là không live được. Xin chào thầy Phạm Quốc Toàn, giới thiệu các em thầy cụ Lý Phạm Quốc Toàn. Hôm nay thầy đang xem live cùng với cả các em đây. Nào chúng ta bắt đầu comment nhá. Nhớ là phải comment thật nhiệt tình vào nhá. Nào làm thế nào để cô nhìn thấy cái comment của chúng ta, nhìn thấy cái nick Facebook của chúng ta, cái tên Facebook của chúng ta một cách thường xuyên để cô nhớ được. Đấy, để cô biết là hôm nay có bạn này, ví dụ bạn Chi đang học bài, hoặc bạn Lê Minh, hoặc là bạn Hoàng Thùy Linh chẳng hạn. Cô thấy là hôm nay bạn ấy rất là tích cực, rất là hăng hái đúng không? Thì sau đó thì cô mới quyết định là cô có trao cho bạn phần thưởng hay không. Nào cô số 1 các bạn đều chọn phương án là đi đúng không? Ok rất tốt. Hôm nay cô thấy có bạn Hữu Thoại là bạn mới đây này. Đấy. Em nè, một đêm sai nghỉ học anh Văn. Ok, câu này đáp án đi của chúng ta là đúng này. Đấy. We have never been to the circus before. Là trước đây chưa bao giờ chúng tôi đi rạp xiếc cả, đúng không? Thế thì đây là lần đầu tiên thì nó sẽ tương ứng với cả trước đây chưa bao giờ. Đấy, chúng ta có cái cấu trúc là never before đi với cả thì hiện tại hoàn thành. Đấy, có nghĩa là trước đây chưa bao giờ làm điều gì. Nhớ, thì nó sẽ bằng với cả lần đầu tiên làm điều gì. Đấy chưa? Đều sử dụng hiện tại hoàn thành hết bởi vì chúng ta đều nói về trải nghiệm của chúng ta. Đấy. Nói về trải nghiệm của chúng ta từ trước cho đến nay. Thì khi mà chúng ta nói về cái trải nghiệm của chúng ta từ trước cho đến nay ấy, thì chúng ta sẽ sử dụng thì hiện tại hoàn thành. Đây là lần đầu tiên tôi làm gì, đồng nghĩa với cả trước nay chưa bao giờ tôi làm gì hết cả, đúng không? Rồi như vậy câu 1 đây đúng rồi. Tiếp theo câu số 2 đi nào. Câu số 2 nào. Đề bài của chúng ta nhé. She didn't stop her car because she didn't see the signal. Cô ấy đã không dừng xe hơi của cô ấy lại bởi vì cô ấy đã không nhìn thấy cái tín hiệu. Đấy, câu này chúng ta sẽ chọn phương án gì đây nào? Hello Nguyễn Tuân, mà em toàn show bình luận. hello Christina Phú, Thanh Huyền. Rồi. Hoài Đức cô vẫn nhìn thấy đấy. China học bài, ok em mới đúng rồi. Bạn em nè là mới này. Em mới hay cũ cô. Lại bây giờ còn test cô và xem cô có nhớ không à. Huỳnh Thị Quỳnh Như. Có vẻ như cũng cũ cũ hay sao ấy. Không nhớ lắm. Ok rồi. Nào câu số 2 chúng ta sẽ chúng ta sẽ chọn phương án gì đây. Cô ấy đã không dừng cái xe hơi của cô ấy lại bởi vì cô ấy đã không nhìn thấy cái tín hiệu. Ở đây chúng ta có 4 phương án của chúng ta đều là if đúng không? Như vậy đây đều là mệnh đề if rồi. Đấy, thì bây giờ chúng ta xem cái động từ nhé. Bước tiếp theo. Bước đầu tiên chúng ta nhìn 4 phương án đúng không? Để chúng ta xem có phải câu điều kiện hay không. Đấy, thì bước 1 chúng ta nhìn 4 phương án chúng ta thấy câu điều kiện rồi đúng không? Thì bây giờ chúng ta phải xác định xem đây là câu điều kiện loại mấy đúng không? Thì chúng ta gạch chân, bước tiếp theo chúng ta gạch chân dưới động từ người ta cho ở trong cái câu câu đề bài. Thì cái động từ người ta cho ở đây là didn't stop, đúng không? Là thì quá khứ đơn. Tiếp đến bên này cũng thế, didn't see, phải gạch chân cả hai vế nhá. Phải gạch chân cả hai vế bởi vì đôi khi là cái động từ của hai vế nó bị tranh nhau đấy. Có thể là đôi khi một bên nó là quá khứ, một bên là hiện tại. Thì cho nên các bạn phải gạch chân cả hai vế luôn để xác định được là cả hai vế này người ta đều nói về thì quá khứ. Thì bên này có didn't stop đúng không? Bên này có didn't see thì đều là thì quá khứ đơn cả. Như vậy, như vậy cái thực tế ở đây là ở quá khứ rồi đúng không? Đấy, đây là thực tế trong quá khứ. Thì bây giờ cái câu điều kiện của chúng ta nó sẽ là câu điều kiện như thế nào nhỉ? Sẽ là một cái câu mà giả định đúng không? Trái ngược với thực tế trong quá khứ. Thì nó sẽ là câu điều kiện loại mấy các bạn nhỉ? Nó phải là câu điều kiện loại mấy đấy? Nó phải là câu điều kiện loại 3 đúng không? Giả định
trái ngược với thực tế trong quá khứ. Các bạn nhớ chưa? Đấy, nhớ từng lời một nhá. Giả định, câu điều kiện nó là câu giả định. Đấy, trong trường hợp loại 2, loại 3 nó là câu giả định. Thì giả định trái ngược với thực tế trong quá khứ thì nó sẽ là câu điều kiện loại 3. Như vậy cái đề bài người ta cho là gì đây? Thực tế trong quá khứ, đúng không? Một cái thực tế trong quá khứ. Đấy, thì cái câu mà chúng ta phải chọn ấy, đúng không? Cái câu mà chúng ta phải chọn ấy thì nó sẽ là câu điều kiện loại mấy? Câu điều kiện loại 3, các bạn nhớ chưa? Đấy, đề bài có thể như thế. Đôi khi người ta sẽ cho câu điều kiện loại 3, sau đó thì mình sẽ phải tìm một cái thực tế trong quá khứ, đúng không? Đấy, thì câu điều kiện loại 3 đâu nhỉ các bạn nhỉ? Đáp án của chúng ta sẽ là gì đây? 2B. Có bạn chọn 2C. Đấy, bây giờ chúng ta phải nhớ cái cấu trúc của câu điều kiện loại 3 nữa, đúng không? Phải nhớ cấu trúc câu điều kiện loại 3 chứ, các bạn nhớ chưa? Đây, cô phải nhắc lại các bạn nhé. Câu điều kiện loại 1 nhá. Câu điều kiện loại 1 thì là sẽ dùng hiện tại đơn, đúng không? Bên này sẽ là will cộng với cả verb, đúng không nào? Xuống câu điều kiện loại 2 thì lùi thì. Loại 2 thì nó sẽ lùi thành thì quá khứ đơn, đúng không? Bên này will sẽ thành là would. Đấy, lùi thì thôi. Tiếp đến câu điều kiện loại 3, lùi tiếp. Câu điều kiện loại 3 lùi tiếp. Quá khứ đơn mà lùi nữa thì chỉ còn thể là quá khứ hoàn thành, đúng không? Quá khứ hoàn thành. Đấy, thì bên này nó sẽ là would thêm have cộng với cả phân từ 2 vào. Đó, would have cộng phân từ 2, được chưa? Thế thì đáp án đúng của chúng ta là gì? Nó phải là có thì quá khứ hoàn thành. Nó phải có would have cộng phân từ 2, đúng không? Cho nên phương án C không thể đúng được. Đấy, cho nên câu này đáp án đúng của chúng ta sẽ là phương án gì? Sẽ là phương án B, được chưa? Đấy, câu này đúng của chúng ta là phương án B. Had seen, đúng không? Và bên này là would have stopped. Đấy, nếu mà cô ấy đã nhìn thấy cái tín hiệu thì cô ấy sẽ đã dừng cái xe của cô ấy rồi. Đấy, đây là một cái điều, đây là một cái giả định trái ngược với thực tế. Thực tế là không dừng xe, không nhìn thấy. Thì câu giả định là gì? Nếu mà nhìn thấy thì sẽ đã dừng xe rồi. Đấy, chúng ta hiểu chưa? Đấy là cách sử dụng của câu điều kiện loại 3. Ok, Đào Thị Ngọc Ánh rồi đã chuyển thành Đào Thị Ngọc Ánh 2C là vẫn chưa đúng nhá. Nhớ câu này phải là B. Quang Hậu này, Thế Thăng, Jun Carey, Đức Sơn lại còn có 2E nữa à. Quản Thị Phương, fan cứng của cô mà không được nhận sách thì hơi phí. Lại còn phụ thuộc vào sự may mắn nữa, đúng không? Dùng câu điều kiện kết hợp. Nếu như mà câu điều kiện kết hợp thì nó còn có kết hợp của loại 2, loại 3. Câu điều kiện kết hợp ví dụ như là chúng ta giả định một điều, giả định một tình huống trong quá khứ nhưng mà cái kết quả lại ở hiện tại chẳng hạn. Nó có liên quan đến quá khứ và hiện tại thì nó sẽ là câu điều kiện kết hợp. Thế còn nếu mà toàn bộ là quá khứ thì nó sẽ là câu điều kiện loại 3. Đấy. Tiếp theo này, câu số 3 đi. A child is influenced as much by his schooling as by his parents. Đấy, câu này cũng là những cái câu trong đề thi thật này. Câu này cũng là câu trong đề thi thật này. Câu này thì cô sẽ dịch cho chúng ta nhớ là một đứa trẻ thì sẽ bị ảnh hưởng. Đấy, ở đây là thứ nhất này. Thứ nhất chúng ta phải nhìn kỹ này. Nó có cái S ở đây đúng không? S này. S này. Đấy. S thì đây chắc chắn là so sánh bằng rồi, đúng không? So sánh bằng. Đấy thì người ta đang so sánh giữa cái việc là schooling, tức là việc đi học ấy, ở trường ấy, việc học ở trên trường lớp ấy. Và thứ hai nữa là his parents, cha mẹ, tức là cái việc mà cha mẹ dạy dỗ ấy, đúng không? Đấy thì ở đây câu này nếu mà dịch ra thì nó sẽ có nghĩa là một đứa trẻ thì cái sự ảnh hưởng ấy, cái sự ảnh hưởng của cái việc mà đi học ở trên trường lớp ấy, đúng không? Đấy, đối với cả một đứa trẻ thì nó cũng giống như cái sự ảnh hưởng của cha mẹ chúng. Đấy, tức là ở đây là một đứa trẻ bị ảnh hưởng bởi cái việc đi học ở trên trường lớp thì nó cũng bằng với cả cái sự ảnh hưởng của bố mẹ chúng. Đấy, tóm lại ở đây ý nói là như vậy. Thì ở đây nó là so sánh bằng, các bạn nhớ, chú ý là so sánh bằng. Đấy, ý nói là cái việc mà học hành ở trên trường lớp thì nó cũng quan trọng, đúng không? Và đứa trẻ cũng bị ảnh hưởng. Đấy, như là cái việc là cha mẹ dạy dỗ ở nhà. Đấy, như vậy ở trên trường lớp hay là ở nhà cũng đều có sự ảnh hưởng như nhau, kiểu như vậy. Nào, câu này chúng ta chọn cái gì đây? Nhớ là so sánh bằng, cho nên chúng ta hãy đi tìm so sánh bằng, đúng không? Đấy. Em vừa sạc vừa xem live của cô, nguy hiểm lắm đấy nhá. Em vừa thi học kỳ hôm qua, có làm được bài tốt không? Nào, câu này chúng ta chọn gì? Điều đầu tiên các bạn phải chú ý là nó là so sánh bằng. Thì mình đi tìm những cái câu mà nó có so sánh bằng, đúng không? Đấy, ví dụ như là chúng ta nhìn cái phương án A này, doesn't này, cộng với cả S,
S này thì có nghĩa là không bằng rồi, đúng không? Đây là không bằng rồi. Ở đây ý nói là cái việc là việc học hành ở trên trường ấy, đúng không? Thì không ảnh hưởng một không ảnh hưởng lên đứa trẻ bằng như là cha mẹ nó thì là sai, đúng không? Thế còn phương án B ở đây chúng ta cũng có greater đi với cả than, tức là nó là so sánh hơn. Đấy, tức là cái ở đây ý nói là cha mẹ của một đứa trẻ thì có sự ảnh hưởng hơn đối với cả cái việc đi học ở trên trường. Như vậy rõ ràng phương án A và B là sai, đúng không? Một cái là nói không bằng, một cái là hơn thì đương nhiên là không đúng rồi. Thì bây giờ còn lại phương án C và phương án D. Nó đều có bằng đây, đúng không? Đây, as much as đây đều là so sánh bằng. Thế thì bây giờ chúng ta phải dịch nghĩa, đúng không? Để cho dịch nghĩa. Đấy, thế thì ở đây nói là một đứa trẻ ảnh hưởng lên bố mẹ nó. Thế là sai luôn rồi. Đấy, chúng ta thấy không? Nó sai luôn rồi. Như vậy câu này đáp án đúng của chúng ta sẽ là phương án D. Đó, nhá. Đây là phải là cái việc học ấy, đúng không? Cái việc đi học ở trường ấy của cái đứa trẻ thì ảnh hưởng đến nó, đúng không? Nhiều như là cha mẹ nó, nhiều như là cái sự ảnh hưởng của cha mẹ nó lên nó. Đấy, chúng ta hiểu như vậy nhá. Rồi, xong. Câu số 3, như vậy chúc mừng bạn nào đã chọn được đáp án đúng. Cái câu này cũng là một câu trong đề thi thật trước đây đấy, nhớ chưa? Câu trong đề thi thật đấy, nhớ. Thì cái đấy chúng ta cứ nhìn. Thứ nhất chúng ta xác định đây là so sánh bằng, đúng không? Chúng ta tìm những câu mà so sánh bằng. Còn cái gì so sánh không bằng hoặc là so sánh hơn là chúng ta loại đi. Thế thôi. Đấy, như vậy điều đầu tiên chúng ta làm, chúng ta phải loại phương án. Sau đó chúng ta mới dịch nghĩa của câu sau. Đấy là cái cách làm mà nhanh nhất. Tiếp theo này, câu số 4 nào. Đây là một câu tường thuật. Đấy, câu số 4 là một câu tường thuật. I will pay back the money, Gloria said Ivan. Như vậy đây là lời nói của Ivan, và Ivan nói với cả Gloria, mình sẽ trả lại tiền. Đấy, ở đây là mình sẽ trả lại tiền, Gloria. Đấy, mình sẽ trả lại tiền. Nào thì bây giờ câu này chúng ta sẽ chọn đáp án gì? Ý như moon vào muộn nha. Em mới kiểm tra nên vào hơi muộn, ok. Nam Hoài, dòng nước Vũ Minh Hằng. Rồi, Như Quỳnh. Chọn 3 lần mới ra câu D, ok, không sao. Mình đang học, mình có quyền sai các em ạ. Mình đang học ý, mình có quyền sai. Thế còn khi mà mình đi thi rồi thì mình đừng sai nữa là được nhá. Câu số 4, chúng ta chọn từ gì đây? Câu số 4 thì nó có cái dấu hiệu nhận biết chính là will. I will. Mình sẽ trả lại tiền, Gloria. Tức là ở đây bạn Ivan nói với cả Gloria là mình sẽ trả lại tiền. Đấy thì có will, cho nên chúng ta sẽ chọn cái phương án gì? Nào, phương án A chúng ta có động từ apologize. Phương án B là offered. Phương án C là promised. Và phương án D là suggested. Câu này chúng ta sẽ chọn cái gì nào? Mai Học này, Hạ Linh Nhi này, Vũ Phương Linh, Phạm Đức Mạnh, Lê Phượng, Trí Hải, Mai Học, câu C, Nguyễn Phước, ok, câu C, Ngọc Hiếu, Trường Kín. Ở bạn Trường Kín này cô cũng nhớ, cô có ấn tượng là đợt trước bạn cũng vẽ vào xem live rồi hay sao ấy. Hữu Thoại, Như Quỳnh, Nguyễn Thực Quỳnh Như, 4C. Câu này các bạn chọn C là đúng nhá. Câu này bạn nào chọn C là đúng. Đấy, còn những bạn nào chọn B là sai rồi. Câu này có thể sẽ bị nhầm lẫn giữa C và B. Nhưng câu này là C nhá. Bạn nào chọn C là đúng. Đấy, will cộng với cả verb, đúng không? Nó là cái quyết định tại thời điểm nói. Mình sẽ, thế này mình sẽ đi kia. Will cộng verb, đúng không? Đấy, nó thường là một cái quyết định đưa ra thời điểm nói. Thì trong trường hợp này chính là một cái lời hứa. Hoặc là nó có thể được sử dụng để truyền tải một cái lời hứa. À, như vậy chúng ta có cái công thức ở đây. Will cộng với cả verb, đúng không? Thì trong trường hợp này, đấy, chúng ta sẽ sử dụng cái động từ. Ở đây chính là động từ promise để tường thuật lại. Đấy, promise to do something. Đấy, về cơ bản là như thế. Đấy, cứ nhìn thấy cái will cộng verb thì chúng ta dùng cái động từ tường thuật chính là động từ promise. Đấy, tất nhiên là trong những trường hợp khác có thể sẽ phải sử dụng động từ khác. Nhưng, đúng không? Đây là một cái từ promise ở đây là một trong những cái mà mình có thể nghĩ đến khi mà chúng ta nhìn thấy will cộng với cả verb. Các bạn nhớ chưa? Đấy, câu này đáp án là C. Thế còn offer to do something các bạn biết là gì không? Offer to do something thường nó mang hàm ý là mời ai đó cái gì này, hoặc là đề nghị được giúp đỡ hoặc được làm gì đó cho ai đó. Đấy, đấy là cái nghĩa của offer to do. Thôi đừng có nhầm nhá. Offer to do có thể bằng với cả volunteer to do, tức là tự nguyện làm gì đó cho ai, hoặc là tình nguyện làm gì đó cho ai, hoặc là đề nghị được làm gì đó cho ai. Đấy là cái nghĩa của từ offer to do, nên đừng có nhầm lẫn nhá. Thế còn apologize là xin lỗi, suggest có nghĩa là gợi ý làm gì. Đấy thì câu này không đúng, câu này phải là một lời hứa, cho nên câu này đáp án đúng của chúng ta sẽ là phương án C. Các bạn nhớ nhá. Tiếp theo này, câu số 5. Câu
Hôm nay cảm thấy chúng ta comment cứ bị ỉu ỉu kiểu gì nhỉ? Hay là hôm nay do cô dạy ỉu? Hay là như thế nào nhỉ? Nhớ share về tường lưu lại các bạn nhé. Khá nhiều bạn đang xem đây nhưng mà ít bạn share quá. Phải nhớ share về để lưu lại nữa. Và chịu khó comment nhiều à? Hôm nay cô thấy cứ ỉu ỉu của gì. Ok, đề nghị. Mai học em xem cô trên YouTube mà idol cô lắm luôn. Phải tìm chỗ cô live. Ok. Buổi đầu vô nên hơi bỡ ngỡ. Sad Destiny. Ok. Này bao nhiêu câu? Hôm nay sẽ 25 câu nhé các bạn nhé. Hoàng Thùy Linh có thấy Huỳnh Lư Thiên Kim mới vào đúng không? Nào câu số 5 nào. We couldn't solve the problem until our teacher arrived. Chúng tôi không thể nào giải quyết được vấn đề này cho đến khi giáo viên đến. Nào câu này là cái câu mà đi thi nó rất hay gặp ấy, hay gặp cái dạng câu như này các bạn nhé. Đi thi rất hay gặp dạng câu như này luôn. Đấy, chúng tôi không thể giải quyết được vấn đề cho đến khi giáo viên đến. Nào câu này chúng ta sẽ chọn cái gì đây? Cái câu này thì nó có cái dấu hiệu nhận biết ở đây là couldn't, tức là nó có cái phủ định. Đấy, sau đó nó có until. Đấy, các bạn chú ý chưa? Couldn't cộng với cả until thì thường là khi mà chúng ta thường cái phương án đúng của chúng ta ấy, nó sẽ là một cái dạng câu đảo ngữ. Đó, thường nó sẽ là một cái dạng câu đảo ngữ. Nào, câu này đáp án đúng của chúng ta sẽ là gì? 5D. Em xin phép được dùng phương pháp phanh lụi của thầy Toàn. Đó. Do wifi của cô chậm, máy tính em vẫn comment lên như gió à? Ồ, hay là do của cô chậm nhỉ? Cô cứ thấy hôm nay kiểu các bạn comment là cứ bị ỉu ỉu của gì. Phải nhớ share về nhiều nhá. Bây giờ mới chỉ có gần 100 share thôi này. Và rất nhiều bạn đang xem đây này. Câu này các bạn chọn gì nào? Quảng Thị Phương 5D, Nam Hoài 5D, Em Nè 5D này, Trần Thị Nhi 5A. Ok. Cái câu này các bạn chú ý này nhá. Đấy, câu này là thường nhá, thường chúng ta nhìn thấy có couldn't cộng với cả until, tức là có phủ định cộng với cả until thì thường là cái câu viết lại của chúng ta ấy, nó sẽ là một cái câu thường đáp án đúng. Thì thường đáp án đúng của chúng ta thì nó sẽ là một câu đảo ngữ, tức là người ta sẽ đảo cái từ phủ định lên đầu câu đi, sau đó là mệnh đề của until luôn, tức là not until đằng sau cộng mệnh đề luôn. Cụ thể là not cộng với nguyên cái mệnh đề until đằng sau này. Đấy nhá, có những bạn cái kiến thức này nó vẫn chưa chắc lắm, cho nên cô sẽ giải thích kỹ cái chỗ này. Các bạn nhớ này, đầu tiên chúng ta đưa not lên đầu câu, đảo ngữ, đấy đúng không? Chúng ta đưa not lên đầu câu, thì sau đó sẽ đến until, đúng không? Đấy, until cộng với cả luôn cái mệnh đề đằng sau until luôn, các bạn nhớ chưa? Until cộng luôn với cả mệnh đề đằng sau của nó, chính là our teacher arrived. Đấy, như vậy not until cộng với mệnh đề. Cộng với mệnh đề đi ngay đằng sau until, nhớ chưa? Sau đó mới đến đảo ngữ, đấy, sau đó mới đến trợ động từ. Rồi sau đó đến chủ ngữ, rồi đến động từ. Như vậy đảo, trợ động từ. Đảo nó bắt đầu cái chỗ này, đây là đảo này. Như vậy chúng ta đảo cái vế đằng sau, chứ không đảo vế của not until, các bạn nhớ chưa? Không đảo vế của until. Until cộng thẳng trực tiếp với mệnh đề luôn đây này. Đây này, not cộng luôn với cả until our teacher arrived. Sau đó sẽ đến trợ động từ, đấy chính là could, đúng không? Could là trợ động từ của cái vế này. Đấy, sau đó cộng chủ ngữ, cộng với cả động từ nguyên thể trong trường hợp này. Đấy, bởi vì chúng ta có could là trợ động từ thì nó phải đi với cả động từ nguyên thể. Cho nên câu này đáp án đúng của chúng ta sẽ là phương án D nhé, nhớ chưa? Đấy, not until cộng mệnh đề, sau đó mới đảo ở cái vế đằng sau. Đấy, trợ động từ cộng chủ ngữ, cộng verb. Như vậy đây là công thức tổng quát, các bạn nhớ cho cô nhé. Câu này 5D, Hoàng Thùy Linh có thấy nhé, có thấy. Rồi, tiếp theo này, câu số 6. Câu số 6 nào. Câu số 6, it was careless of you to leave the windows open last night. Bạn thật là bất cẩn khi mà đã để cửa sổ mở vào tối hôm qua. Thông thường khi mà chúng ta đi ngủ đúng không thì chúng ta phải đóng hết tất cả các cửa sổ lại. Phòng trường hợp là nếu mà cái cửa sổ mà nó không có song sắt thì nó sẽ rất là nguy hiểm, trộm có thể sẽ vào được. Đấy, thế thì ở đây cái câu này nó mang cái hàm ý gì đây? Là trách móc đúng không? Của trách móc. Đấy, bạn thật là bất cẩn khi mà để cửa sổ mở vào tối hôm qua. Thì câu này nó mang hàm ý là trách móc, của trách. Thì chúng ta sẽ dùng cái cụm từ gì để viết lại đây nhỉ?
Thầy Toản ơi, em lụi đúng rồi. Thầy Toản mà hình như là thầy đi ra rồi. Thầy không không xem nữa đâu. Thầy đi ra rồi, thầy không xem nữa đâu. Thầy chỉ vào gọi là lướt 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 thôi, xong thầy lại đi ra. Nào, chúng ta sẽ chọn cái gì đây các bạn nhỉ? Dòng nước 6C, hồng gai C. Câu số 6 nhá. Phong comment nhầm à? 6C rồi, chị đang học bài 6B. Câu này chúng ta sẽ chọn em nè đang nịnh cô đúng không? Đang nịnh cô đúng không? Đang đang kiểu vừa học vừa nịnh ý, để lát nữa để cô ấn tượng ấy. À, có những bạn rất khôn là kiểu cứ kiểu nịnh nịnh để cô ấn tượng, nhớ nick của bạn đấy, sau đó thì cuối giờ sẽ trao phần thưởng cho bạn ấy. Cô ấy kiểu comment như gió ri mà. Hoàng Đức. Hoàng Đức hình như cô cũng nhớ nhớ hay sao ấy. Nào câu này các bạn chọn gì nào? Có những bạn chọn B, có những bạn chọn C. Vũ trường 6C chứ ạ. À? Các cậu AB là mình hoang mang quá. Ok, cái câu này đáp án của chúng ta nó sẽ là phương án gì? C đúng không? Đấy, câu này bạn nào chọn C đúng rồi. Shouldn't have left. Đấy, câu này đáp án đúng của chúng ta sẽ là phương án C. Bạn đáng nhẽ không nên đúng không? Bạn đáng nhẽ là đã không nên mở để cửa sổ mở vào tối hôm qua. Đấy, cái shouldn't have cộng với cả phân từ hai nó được dùng để làm gì? Đấy, các bạn chú ý để đi thi cái dạng cái dạng shouldn't have cộng với cả phân từ hai, should have hoặc là shouldn't have nhé, cộng với cả phân từ hai. Thì ở đây cô sẽ dịch cái cụm từ này là đáng nhẽ ra đã không nên làm gì đúng không? Cụm từ này là đáng lẽ ra đã không nên làm gì. Đấy, đáng lẽ ra đã không nên làm gì. Đấy, thì cái cấu trúc này thường được dùng để nói về cái việc là của trách này. Đấy, của trách này. Hoặc là trách móc này, hoặc là đôi khi cũng có thể được dùng để nói về một cái sự hối tiếc. Của trách này hoặc là trách móc. Đấy, hoặc là đôi khi cũng dùng để nói về một cái sự hối tiếc nào đó. Ok chưa? Đấy, như vậy câu này đáp án C. Bạn đáng nhẽ ra là không nên để cửa sổ mở vào tối hôm qua, nó rất là nguy hiểm đúng không? Thế còn cái phương án B, có như bạn chọn B thì là sai nhá. Các bạn chú ý cho cô là thứ nhất này, was careless đúng không? Was tối hôm qua bạn đã rất là bất cẩn thì nó hành động cái sự việc này nó đã xảy ra trong quá khứ rồi thì mình không thể dùng you are được đúng không? Đấy, thứ nhất là sai động từ này, phương án B là sai động từ. Đấy, chúng ta nhớ là khi mà chúng ta viết lại câu hoặc là chúng ta tìm câu đồng nghĩa thì chúng ta phải đảm bảo là cái thì của động từ ấy nó cũng phải tương đồng nhé. Ở đây là quá khứ đơn thì đây cũng phải là quá khứ đơn. Được chưa? Cho nên câu B chỉ cần nhìn thấy cái động từ thôi là mình đã thấy nó sai rồi đúng không? Không cần đọc nhiều. Đấy, thế còn shouldn't cộng leave nhé. Không được các bạn nhé. Shouldn't cộng leave cũng có nghĩa là không nên làm gì. Nhưng mà đấy là đưa ra lời khuyên ở hiện tại cho một sự việc ở hiện tại hoặc là tương lai. Thế còn khi mà chúng ta nói về một sự việc nó đã xảy ra trong quá khứ rồi thì bắt buộc chúng ta phải dùng shouldn't have cộng phân từ hai. Thế còn cái này là chỉ dùng cho hiện tại hoặc tương lai thôi. Còn cái này mới là dùng cho quá khứ. Được chưa? Đấy, nhớ câu câu này chú ý cho cô. Vũ Trường, chắc cô không thương em rồi, xấu quá. Vũ Trường làm sao thế? Vợ cô vẫn còn nhớ là vừa mới tặng sách tuần trước mà, đúng không? Tiếp theo câu số 7 nào. She has known how to play the piano for 5 years. Cô ấy đã biết chơi đàn piano được 5 năm rồi. Đấy, cô ấy đã biết chơi đàn piano được 5 năm rồi. Câu này cũng khá là dễ đây, đúng không? Chơi đàn piano được 5 năm rồi. Cô có lớp dạy off nhé, ở Hà Nội. Bạn nào ở Hà Nội thì muốn học off trực tiếp với cô thì có thể đến. Nhưng mà lớp của cô bây giờ hiện đang học trên Zoom thôi chứ không không phải là không không đến trực tiếp bởi vì là hiện giờ cô vẫn chưa cho các bạn đi học trực tiếp đâu. Kim Thúy nãy giờ em comment trên page kia. Đấy các bạn nhớ nhá, những bạn nào mà muốn nhận được phần thưởng của cô, muốn cô nhớ được cái nick của các bạn và muốn cô đọc tên tên nick Facebook của các bạn lên thì các bạn nhớ là cô đang đọc ở trên fanpage của tuyển sinh 247 nhá. Bạn nào mà đang xem ở trên YouTube hoặc là bạn nào đang xem ở trên kênh fanpage của cô thì các bạn chú ý là muốn cô đọc được cái comment của các bạn thì các bạn phải vào xem ở trên fanpage của tuyển sinh 247 nhá. Nào câu số 7 các bạn chọn phương án gì nào? Hồng Gai B này. Nguyễn Diệu Linh, em đang học lý mà lại chuyển sang học Anh của cô. Ok, chuyển sang học Anh xong rồi lát lại qua lại học lý sau đúng không?
Rồi, 7B sai không nhận được sách. Rồi, câu này đáp án B là đúng, đúng không? Đấy, câu này B là đúng này. Bạn nào chọn B là đúng này. Cô ấy đã bắt đầu chơi đà chơi 5 năm trước, đúng rồi. Đấy, thì thường là chúng ta sẽ chuyển là đã biết cách chơi được 5 năm rồi, tức là kể từ cái mốc là 5 năm trước, đúng không? Kể từ cái mốc là 5 năm trước kéo dài đến tận bây giờ là được 5 năm. Đấy, được 5 năm. Thế bây giờ chúng ta sẽ quay lại là cô ấy bắt đầu chơi 5 năm trước, đúng không? Là đúng rồi. Đấy, she started to play the piano for 5 years ago. Đấy, câu 7B là đúng các bạn nhé. Muốn làm cô ấn tượng thì comment phải chút muối mặn. Hoặc là có những bạn kiểu liên tục nịnh cô ấy. Ok, rồi tiếp theo câu số 8 nào. It started to rain. Các bạn nhớ là những cái câu kiểu như này ấy, nó đề thi tốt nghiệp những năm gần đây người ta rất hay cho vào nhá. Cụ thể là năm vừa rồi ấy, năm vừa rồi đề thi tốt nghiệp nó quanh quẩn những cái dạng câu kiểu như này nhá. Đấy, it started to rain at 2 o'clock and it is still raining. Trời đã bắt đầu mưa từ lúc 2 giờ và vẫn còn đang mưa. Đấy, câu này nó là chúng ta sẽ viết lại chúng ta sử dụng cái thì nào đây. Em comment nãy giờ mà không biết có thể comment em không. Huỳnh Lưu Thiên Kim có thấy. Và đây là lần thứ 2, lần thứ 3 cô nhắc đến tên của em rồi, lo gì. Để em qua gọi thầy Toàn vào học tiếng Anh của cô. Mai em kiểm tra văn à? Ok rồi, à mai kiểm tra thi cử cho nên là cô nghĩ đấy là lý do vì sao mà hôm nay các bạn xem ít ấy. Khả năng là do các bạn phải ôn thi cho nên hôm nay các bạn xem rất là ít. Thôi rồi, cảm thấy bớt buồn rồi. Cảm thấy kiểu có một cái lý do gì đấy để mình biết bớt buồn rồi. Chứ còn tự nhiên hôm nay thấy các bạn xem ít quá. Mọi hôm xem nhiều hơn cơ. Jin Linh lớp 11 xem lớp 12. Là ngày mai cô sẽ live lớp 11 nha. Ngày mai cô sẽ live lớp 11. Nào Wendy Vũ, chắc là tự nhiên khát nước quá. Đợi tí để cô chạy ra cô lấy cốc nước. Ok, so I'm back. Quay trở lại rồi đây. Nào, câu này chúng ta chọn gì nào? Kim Thúy 8B, Nam Hoài B, Hoàng Thị Anh Thơ C. Như vậy có những bạn chọn B, có bạn chọn C. Ok. Nào, câu B với cả câu C đúng không? Thì nó khác nhau ở since và for. Đấy, các bạn nhớ là 2 giờ. 2 giờ là một mốc thời gian cho nên nó sẽ đi với cả since hay là for. For thì cộng với khoảng. Khoảng ví dụ như là 1 tiếng, 2 tiếng, 2 giờ. À không phải, 2 tiếng đúng không? 2 tiếng chứ không phải 2 giờ. 2 giờ là một mốc. À, thế còn 2 tiếng là một khoảng, 3 tiếng, 4 tiếng rồi là 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày đấy là khoảng. Thế còn 2 o'clock nó là một mốc, các bạn nhớ chưa? Nó là một mốc. Mốc thì nó sẽ đi với cả for hay là since các bạn nhỉ? Mốc thì đi với for hay since. Em tiêm vaccine ốm em vẫn xem này, đấy, hồng gai này, hôm nay mà hồng gai mà may mắn thì tặng sách là đúng rồi. Tiêm vaccine ốm mà vẫn chịu khó xem học đây, rất là chịu khó học đây. Đang ôn thi hoặc vừa thi xong. Chắc là đang ôn thi thôi chứ chưa có chuyện ôn thi xong đâu. Hôm nay cô nghĩ là các bạn ấy mải ôn thi đấy, cho nên hôm nay ít bạn xem. Nào, câu này các bạn chọn gì nào? Như cô đã nói đấy, đúng không? Cái 2 o'clock, 2 giờ. Đây là lúc 2 giờ đấy. Thì nó là một cái mốc thời gian. Đã là mốc rồi thì chúng ta phải chọn gì? Mốc nhá, đây là mốc thời gian các bạn nhớ chưa? Đấy, ý như moon dỗi cái gì? Nào, câu này đáp án phải là gì? Since, đúng không? Since 2 o'clock. Đấy, câu này đáp án của chúng ta là phương án B, nhớ chưa? Đấy, trời đã mưa. Trời đã mưa từ 2 giờ, đúng không? Từ 2 giờ. Đấy, thì cái thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn. Ở đây nó diễn tả một cái sự việc. Nó đã bắt đầu từ một thời điểm trong quá khứ, kéo dài đến tận thời điểm hiện tại. Và vẫn còn tiếp tục ở thời điểm hiện tại. Trong trường hợp này là vẫn còn tiếp tục luôn. Đấy, mưa liên tục trong vòng 2 tiếng, đúng không? À nhầm, mưa liên tục từ lúc 2 giờ luôn. Đây là cái mốc này, từ lúc 2 giờ đây này, 2 o'clock. Đấy, chưa biết là mưa bao nhiêu lâu, chỉ biết là mưa từ lúc 2 giờ thôi. Đấy, bắt đầu từ cái mốc thời gian là từ 2 giờ kéo dài cho đến tận bây giờ và vẫn còn chưa kết thúc. Thì đấy là cách sử dụng của thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn, các bạn nhớ chưa? Rồi, như vậy câu này nhớ nhá. Là 2 o'clock ở đây là 2 giờ ấy, chứ không phải là 2 tiếng đâu. 2 tiếng là khoảng thời gian, còn 2 giờ á thì nó là mốc thời gian, nhớ chưa? Lúc 2 giờ mà, 2 giờ, 3 giờ, 4 giờ ấy, thì đấy là mốc thời gian. Rồi, tiếp theo nào. Em đang bị COVID. Em đang bị COVID cách ly ốm suốt 40 độ mà vẫn học live của cô. Bây giờ chúng ta bắt đầu kiểu comment để cô rủ lòng thương hại đây.
Rồi, tiếp theo câu số 9 nào. Since cộng mốc thời gian, đúng rồi nhá, Quỳnh Như nhá. Em tưởng là dùng giới từ for cho 2 o'clock, không phải. Ở đây phải là since 2 o'clock, kể từ lúc 2 giờ, được chưa? Đấy, kể từ. Tiếp theo câu 9 nào. I have tried hard, but I can't earn enough money. Tôi đã cố gắng rất nhiều, nhưng tôi vẫn không kiếm đủ tiền. Câu này chúng ta sẽ chọn cái gì đây? Nào, câu này cũng khá là dễ, đúng không? Câu này khá là dễ, câu 9 khá là dễ. Linh Hoàng, sao lại buồn cô? Đấy, sao lại cô không đặt tên em dỗi? Chết mất, lớn rồi đấy, có phải bé gì đâu. Phải là o'clock, đúng không? 2 o'clock là 2 giờ mà. Đấy. Rồi, câu 9 nào, dòng nước. 9A này, Ngọc Hiếu, 9A. Ok, rồi câu này chọn nhanh nhá. Câu này chọn A là đúng rồi, đúng không? Đấy, câu này chúng ta ôn cái phần ôn dâu. Ôn dâu thì đằng sau đó sẽ cộng với cả một cái mệnh đề, đúng không? Ôn dâu, I have tried hard. Mặc dù tôi đã cố gắng nhiều phẩy, I can't earn enough money. Thế còn in spite of thì không thể cộng với mệnh đề được, cho nên sai, đúng không? Despite cũng vậy, không thể cộng với mệnh đề được. Thế còn ôn dâu ở đây nó, câu D thì nó thừa cái từ but, các bạn nhớ chưa? Đã có ôn dâu rồi không có but. Có bắt thì không có ôm dâu, các bạn nhớ chưa? Đấy, cho nên là mỗi một câu nó sai một kiểu. Rồi, tiếp theo câu số 10 nào. Câu số 10. Why don't you complain to the company, John? Said Peter. Peter nói với John là tại sao bạn không phàn nàn lên công ty nhở? Tại sao bạn không phàn nàn lên công ty nhở? Cái câu này nó có dấu hiệu nhận biết là có why don't you cộng với cả verb. Đấy, tóm lại có why don't you cộng verb thì đấy là dấu hiệu nhận biết của dạng câu gì các bạn nhỉ? Đấy, câu này chúng ta chọn gì đây? Câu số 10 nào, dòng nước em lớp 9 à? Rồi, câu số 10 đi các bạn. Lần trước em bị hố sách của cô, lần này em mong nhận được ở Đào Thị Ngọc Ánh, hy vọng thế nhá. Nào, câu số 10 các bạn comment đi. Hoàng Thị Anh Thơ 10C. Hoàng Thị Anh Thơ 10C. Em trở thành fan mềm rồi, John John. John John cô nhớ rồi. Nhớ rồi, John John. Rất chịu khó comment ở trên fanpage của cô nữa ấy. Nhớ mà. Hữu Thoại C. Câu này mà chọn C thì sai rồi các em ơi. Câu này mà chọn C thì sai rồi các em ơi, rất tiếc. Sao nhiều bạn chọn C thế? Linh Hoàng đúng này, đấy, Hồng Gai đúng này, Han Sarah đúng này, Thế Thăng đúng này. Câu này bạn nào chọn D thì đúng, còn chọn C là không đúng rồi. Đấy, Christina Phú. Cô đọc comment của em mà không đọc tên em có lẽ đã quên em, muốn chết mất thôi chúng nó. Người ta đọc comment có nghĩa là nhìn thấy cái comment của mình rồi đúng không? Câu này cô nhắc lại là bạn nào chọn C là sai các bạn nha. Câu này bạn nào chọn C là sai nha. Bởi vì là cái công thức như này là không đúng này. Suggest này, sau đó cộng với cả somebody cộng to do something này nhá, là sai nhớ chưa? Đấy, câu này sẽ là suggest that đúng không? John cộng với should cộng với verb. Nhớ chưa? Các bạn nhớ chưa? Đấy, công thức của chúng ta là suggest này. Gợi ý này, sau đó cộng với cả mệnh đề, nhớ chưa? That cộng với cả chủ ngữ, cộng với should, cộng với cả verb. Đấy. Gợi ý rằng ai làm gì, được chưa? Đấy. Rồi, như vậy câu này đáp án đúng của chúng ta phải là phương án D. Và các bạn nhớ là cái dấu hiệu nhận biết ở đây chính là why don't you, nhớ chưa? Why don't you cộng với cả verb. Đấy thì khi mà chúng ta tường thuật lại, chúng ta sử dụng cái cấu trúc là suggest cộng that cộng chủ ngữ cộng should cộng với cả verb. Thế còn đây không phải là lời advice, khuyên là sai nhá. Thế còn ask, hỏi, đây không phải là câu hỏi, các bạn nhớ chưa? Đây không phải là câu hỏi, đây là câu gợi ý, cho nên chúng ta không thể sử dụng động từ asked được. Đấy, đấy là câu số 10. Rồi, như vậy câu số 10 rất là tiếc là có nhiều bạn làm sai quá. Ngồi xem live với một ánh mắt tràn trề hy vọng. Tiếp theo câu số 11 nào. Why haven't I thought of this before? Tại sao trước đây mình không nghĩ về điều này nhờ? Hoặc là tại sao trước đây mình không nghĩ ra cái điều này nhờ? Đúng không? Đấy, câu này là cái câu mà tự hỏi bản thân mình đây. Cho nên câu này chúng ta dùng phương án gì đấy? Why haven't I thought of this before? Tại sao mình trước đây mình không nghĩ về điều này nhỉ? Câu này chọn gì nào? Em nè, cô nhớ em không?
Sai thì càng nhớ lâu, đúng rồi. Linh Hoàng cô chưa nhắc tên em. Đấy. Không nhắc tên là bắt đầu thấy kiểu buồn buồn, dỗi dỗi. Xong rồi từ fan cứng chuyển thành fan mềm. Câu này tiếp theo đi nào các bạn nào. Câu này chọn gì đây? Nào, Huỳnh Như Thiên Kim 11D, đúng rồi. Đấy, câu này các bạn nào chọn D là đúng rồi. Wonder why. Đấy, wonder why là tự hỏi. Tự hỏi chính bản thân mình. Ở đây đằng sau nó còn có cái vế là said to himself, tức là tự nói bản thân mình. Thì đây là câu hỏi cho nên chúng ta sẽ tường thuật lại. Chúng ta dùng wonder, đúng không? Wonder, tự hỏi. Ở đây chính là tự hỏi bản thân mình luôn. Đấy, thế thì tiếp đến sẽ đến là gì? Từ để hỏi là why, đúng không? Sau đó sẽ đến chủ ngữ là he, đúng không? Bởi vì Tony. Đấy, ở đây cái chủ ngữ, cái người mà tự hỏi cái điều đó chính là một cái bạn nam tên là Tony. Cho nên ở đây sẽ là he, đúng không? Đây này, Tony tự hỏi là tại sao anh ấy, đúng không? Chủ ngữ là Tony, cho nên là ở đây phải là he. Ở đây là thì hiện tại hoàn thành, cho nên chúng ta lùi thì sẽ thành quá khứ hoàn thành. This sẽ phải biến thành that. Các bạn nhớ chưa? Đấy là nguyên tắc khi mà chúng ta tường thuật. Nguyên tắc tường thuật là lùi thì. Haven't thought là thì hiện tại hoàn thành, sẽ lùi thành thì quá khứ hoàn thành. This biến thành that. Đấy, và đổi đại từ I ở đây sẽ thành là he, được chưa? Bởi vì là cái người mà tự hỏi đây chính là một bạn tên là Tony, là bạn một cái bạn con trai. Đấy, cho nên ở đây phải dùng he, được chưa? Tiếp theo này, câu số 12. Someone stole Jim's bike yesterday. Ai đó đã ăn trộm cái xe của Bill, cái xe đạp của Bill vào ngày hôm qua. Câu này chúng ta sẽ chọn cái gì đây các bạn nhỉ? Now, someone stole Jim's bike yesterday. Ai đó đã ăn trộm cái xe đạp của Jim ngày hôm qua. Câu này chúng ta chọn cái gì? Dỗi hết sức, ý như moon, hết dỗi chưa? Comment cô chả thấy luôn ý. Có thấy, Christina Phú, có thấy. Rồi, Thế Thăng, em từ cứng thành mềm, Linh Hoàng. Đấy, chúng ta thấy không? Nhiều bạn dỗi quá, không biết làm thế nào. Em đã like, share, comment, tag hết rồi. Ok, Thế Thăng. Just a yellow lemon tree. Nào, ai đó đã ăn trộm cái xe đạp của Bill, cái xe đạp của Jim rồi. Câu này chúng ta chọn gì đây? Câu số 12 nhá, dòng nước 12A. June Carey A. Câu này mà chọn A thì là sai rồi các bạn nhá. Để ý thì cho cô, để ý thì. Các bạn nhớ chưa? Những bạn nào mà làm sai, những bạn nào mà chọn sai phương án thì các bạn chú ý cho cô là ghi chú vào là phải luôn luôn chú ý đến thì khi mà tìm câu đồng nghĩa, nhớ chưa? Đấy, ở đây người ta sử dụng thì quá khứ đơn đây này, stole này, sau đó ở đây là yesterday này, thì phải luôn luôn là tìm một cái câu mà sử dụng thì nó cũng phải tương đồng. Ở đây cụ thể sẽ là thì quá khứ đơn. Ở đây mặc dù có yesterday nhưng mà chia sai rồi, has been stolen, nó là thì hiện tại hoàn thành, các bạn nhớ chưa? Sai. Nó không phải là thì quá khứ đơn. Đấy, quá khứ đơn phải là were stolen cơ, nhớ chưa? Đấy, bị động của quá khứ đơn nó phải là were stolen chứ nó phải là has been stolen đâu. Đấy, cho nên là sai rồi. Nào, chọn lại đi. Nam Hoài nhắn mỏi tay mà cô không kêu tên. Trần Đức comment nãy giờ cô mà cô không nhắc em dỗi. Đấy, em cũng dỗi. June Carey comment nhiệt tình thế này mà cô. Nào, câu này chọn gì đây? Rồi, câu này bạn nào chọn D thì là đúng nhá. Jim had his bike stolen yesterday. Các bạn chú ý là cái công thức này, have này, cộng với cả something này, cộng với cả done, đúng không? Cái công thức này, đấy, cái công thức này, một trong những cái công thức mà nhiều bạn không hiểu cái dạng công thức này hoặc là không biết cách sử dụng cái công thức này như nào đâu. Thì đây người ta gọi là causative, tức là một cái dạng gọi là thể, nhờ vả. Đấy, hoặc là thể sai khiến nhờ vả. Nhưng ở trong trường hợp này thì nó lại không mang nghĩa là nhờ vả sai khiến gì hết. Mà ở đây ý, chúng ta dùng cái công thức này trong trường hợp này để nói về một cái sự, một cái điều không may xảy ra với bạn Jim, nhớ chưa? Đấy, cái này dùng để nói về điều không may xảy ra. Trong trường hợp này đấy, nó nói về điều không may xảy ra.
ví dụ bị ăn trộm cái gì, bị mất ví hoặc là bị làm sao đấy chẳng hạn, bị ngã gãy chân gãy tay chẳng hạn, thì mình có thể sử dụng cái dạng công thức này nhá. Đấy, điều không may xảy ra. Thì cái điều không may ở đây là cái xe của bạn Jim này bị ăn trộm đúng không? Thì ở đây chúng ta quá khứ đơn đúng không? Had, quá khứ đơn đúng chưa? Đúng rồi. Sau đó cộng something đúng không? Something đây cộng với phân từ 2 đây. Đấy, chúng ta có từ stolen đúng không? Là phân từ 2, chính là từ ăn trộm. Đấy, sau đó là yesterday. Vừa đúng thì, vừa đúng cấu trúc. Đấy, các bạn thấy không? Thế còn cái câu B là sai nhá. Had someone steal his bike yesterday. Chúng ta có biết công thức đấy có nghĩa là gì không? Ở đây là have somebody này, do something, có nghĩa là nhờ ai đó làm gì. Câu này nếu mà dịch ra là Jim đã nhờ ai đó ăn trộm cái xe đạp của cậu ấy ngày hôm qua là sai nghĩa. Các bạn nhớ chưa? Nếu mà chọn phương án B là sai nghĩa. Đấy, bởi vì cấu trúc là have somebody do something có nghĩa là nhờ ai đó làm gì hoặc là thuê ai đó làm gì. Như vậy là sai. Tiếp theo câu 13 nào. Ok, rồi, câu 13. Em cũng dịch nhờ vả thấy sai sai đúng rồi. Tự nhiên là nhờ người ta lấy cái xe đạp của mình nghe nó buồn cười đúng không? Đấy, nhưng mà nhớ là cái cấu trúc này ngoài cái việc là nhờ ai đó làm gì, thuê ai đó làm gì, yêu cầu ai đó làm gì, nó còn có nghĩa là nói về một cái sự không may xảy ra đối với ai nhá. Wendy Vũ gào thét comment mà cô không gọi tên em. Buồn quá. Cố gắng lên, gào thét nữa. Cô nói đùa đấy. Cô nói đùa đấy. Nhiều khi nó là do kiểu mạng lag hoặc là do làm sao đấy mà, hoặc là các bạn ấy comment nhiều quá cho nên cô không nhìn thấy thôi. Nào, tiếp theo này, câu số 13. Although she's intelligent, she doesn't do well at school. Câu này là mặc dù cô ấy rất là thông minh nhưng mà cô ấy học ở trường thì lại không được giỏi cho lắm. Kiểu như vậy, tức là ý nói là cái thành tích ở trên trường nó không được tốt cho lắm. Đấy, câu này chúng ta chọn phương án gì đây? Nào, nhanh nhá. Bắt đầu từ câu này cô sẽ chữa nhanh một tí. Câu này dễ, chữa nhanh. Hữu Chí 13C. C, even though không được nhá các bạn nhá. Even though thì đằng sau nó phải cộng với cả mệnh đề. Còn đây là cụm danh từ không được rồi. Even though phải cộng với mệnh đề, sai. C, cô của em ơi, sai rồi đấy, nhớ chưa? Even though phải cộng với mệnh đề. Còn đây là her intelligence. Her là tính từ sở hữu, intelligence là danh từ, có phải là mệnh đề đâu. Nào, Vũ Trường 13D. Nào, phương án D có vấn đề gì không? Inspire thì phải đi với of, các bạn nhìn thấy chưa? Inspire phải đi với of, sau đó mới đi với cả the fact that. Như vậy, D sai. Nhìn kỹ vào cho cô nào, nhìn kỹ vào. Đấy, nên phải làm nhiều ấy, phải làm nhiều ấy. Nào, bây giờ còn lại A và B. Nào, bây giờ chọn được chưa? Đúng rồi. Đáp án đúng của chúng ta sẽ là B, đúng không? Despite cộng với cả verb in. Ở đây cụ thể là being. Đấy, tại sao lại being? Bởi vì là đằng sau nó là tính từ. Tính từ thì phải đi với cả động từ to be, nhớ chưa? Như vậy despite có thể cộng với verb in. Đấy, B là đúng rồi. Thế còn phương án A, inspire of không đi với cả tính từ nhá, chỉ đi với cả danh từ thôi, đúng không? Rồi, xong. Tiếp theo, câu số 14 nào. You are in this mess right now because you didn't listen to my advice in the first place. Ở đây dịch ra là can tội đúng không? Là lúc ban đầu không thèm nghe lời khuyên của mình, cho nên bây giờ mới vướng vào cái mớ bòng bong như thế này. Đấy, cái câu này là như vậy đấy. Can tội lúc đầu không thèm nghe. In the first place có nghĩa là lúc ban đầu cũng không thèm nghe cái lời khuyên của mình, cho nên bây giờ cậu mới như thế đấy, cậu mới kiểu gọi là vướng vào cái mớ bòng bong như thế. Nào, câu này cái câu rất là hay đây. Lúc nãy có một bạn hỏi cô là câu hỗn hợp đúng không? Câu điều kiện hỗn hợp. Thì các bạn nhớ ở đây nó có động từ are đây này, đúng không? Và right now đây này, nhìn thấy chưa? Đấy, nó câu điều kiện hỗn hợp giống như nhận biết là nó có cái thì hiện tại đơn và bên này nó là thì quá khứ, nên nó có sự trộn lẫn giữa thì hiện tại và thì quá khứ. Đấy, thì đấy là cái dấu hiệu nhận biết. Thế thì đây phải là một câu điều kiện hỗn hợp. Đấy, cho nên chúng ta chọn cho cô phương án đi. Đấy, câu này là một cái mình phải đưa về câu if giả định đúng không? Là nếu như trong quá khứ đúng không? Bạn đã nghe lời khuyên của mình thì bây giờ bạn sẽ không vướng vào cái mớ bòng bong như thế này. Đúng không nào? Chúng ta phải dùng câu, chúng ta phải tìm một câu điều kiện và cái câu này thì nó phải là câu điều kiện hỗn hợp nhé. Câu điều kiện hỗn hợp này là cái câu mà nói về cái việc đưa một cái giả định, đưa ra một cái giả định đấy, trái ngược với thực tế trong quá khứ nhưng mà kết quả thì lại là ở hiện tại. Nào, câu này chọn gì đây? Nam Hoài là cô sẽ tranh thủ đọc nhá. Comment. Nguyễn Thúy Nga 14A.
Now, if you had listened, ok, quá khứ đơn. Nhưng ở đây lại wouldn't, lại còn have been. Right now thì không đúng rồi, sai. Đấy nhá, cái câu đúng của chúng ta nhá, cô sẽ viết ra đây là if này, cộng chủ ngữ này. Đấy, trong trường hợp này sẽ là had cộng với cả phân từ 2 này. Đấy, bên này sẽ là chủ ngữ này, cộng với cả wouldn't, cộng với cả verb. Đấy, câu đúng của chúng ta là như vậy, các bạn tìm đi. Nó phải là như thế. Đây, giả định trái ngược trong quá khứ, đúng không? Cái này nó đang là một câu phủ định thì chúng ta đưa về một câu khẳng định. Đấy, bên kia nó là một câu khẳng định thì đưa về câu phủ định. Đấy là giả định trái ngược là như vậy, đúng không? Bây giờ đáp án đúng của chúng ta sẽ là gì đấy? Nào. Chưa gặp câu hỗn hợp bao giờ, bây giờ gặp, đúng không? Sẽ nhìn công thức đi. Đấy, nhìn công thức đi. Đấy. Nếu như trong quá khứ bạn đã nghe lời tôi, đúng không? Thì bây giờ bạn sẽ không, đúng không? Đấy, đáp án đúng của chúng ta sẽ là D, đúng chưa? Đấy, hiểu chưa? Đấy, như vậy chúng ta hiểu câu hỗn hợp, cái cách làm câu hỗn hợp chưa? Đấy, dấu hiệu nhận biết cái câu hỗn hợp, đầu tiên là chúng ta phải nhìn thấy ở đây là có động từ ở hiện tại đơn. Bên này là quá khứ, đấy, hiện tại quá khứ, nó là hỗn hợp rồi, đúng không? Đấy, suy ra chúng ta sẽ đưa về một câu điều kiện hỗn hợp. Đấy, câu điều kiện hỗn hợp ở đây cũng là một cái giả định trái ngược với thực tế ở quá khứ và hiện tại luôn, đúng chưa? Đấy, như vậy câu 14D. Rồi, xong. Tiếp theo này, câu số 15. That's a lovely new dress, Jean, said her mother. Mẹ của cô ấy, mẹ của Jean, khen Jean, đúng không? Là, ô cái váy đẹp thế, cái váy mới nhìn đáng yêu thế, nhìn đẹp thế. Nào, thì đây là cái lời khen, cho nên câu này cũng rất là dễ làm đây. Mới hôm nọ đi thi gặp, đấy. Không đọc comment em trôi, Hoàng Đức vẫn có nhá. Rồi, Vũ Phương Anh, 15B. Nào, lời khen nào, động từ khen ngợi đâu. Ở đây chúng ta để ý cho cô là có các động từ như là said, nói rằng này, complimented này, wanted to buy này, told her to do something này. Đấy, đâu là cái động từ có nghĩa là khen ngợi. Câu này đáp án B là đúng rồi. Rồi, Hạ Linh Nhi, Ngọc Hiếu, Hoàng Thúy Linh, Huỳnh Lư Thiên Kim. Huỳnh Lư Thiên Kim là tên thật của em đấy à? Tên thật của em là Huỳnh Lư Thiên Kim à? Nhớ, như vậy các bạn thấy nhá, đây là lời khen đúng không? That's a lovely new dress, đúng không? Đó là cái váy đó đẹp quá con ạ, đúng không? Thì cái lời khen, đấy, compliment somebody on something. Đấy, cái công thức tổng quát của chúng ta sẽ là như thế này. Compliment. Đấy, somebody này, on something. Khen ngợi ai đó về cái gì nhá. Rồi xong, tiếp theo câu số 16. Đi thi thì các bạn nhớ là những cái dạng câu tường thuật như thế này ấy, là rất hay gặp nhá. Năm nào đề thi tốt nghiệp cũng có dạng câu tường thuật. Cho nên chúng ta phải ôn kỹ cái dạng này. Now, you're always making terrible mistakes, said the teacher. Đấy, ở đây chúng ta có câu này. Nó có always cộng với cả thì hiện tại tiếp diễn. Thì khi mà always cộng với cả thì hiện tại tiếp diễn á, thì nó diễn tả cái gì? Nó diễn tả một cái sự phàn nàn, đúng không? Cái sự khó chịu của ai đó. Cô liệt kê một số giới từ đi thường gặp trong câu gián tiếp. Nhiều lắm em ạ. Nhiều cấu trúc lắm, không thể liệt kê được. Hạ Linh Nhi, ôi nghe cô gọi tên em vui quá. Rồi, câu này chọn gì đây nhỉ? Nào, phàn nàn, đúng không? Chúng ta nhìn dấu hiệu nhận biết nhá. Có always, nhớ chưa? Các bạn nhìn dấu hiệu biết có always, có hiện tại tiếp diễn. Đấy, thì đấy là câu phàn nàn. Đấy. Em lúc nào cũng mắc phải những cái sai lầm rất là kinh khủng. Đấy, đúng không? Đấy là câu phàn nàn. Thế thì động từ đâu, đúng không? Ask là hỏi này, realize là nhận ra này, complain là phàn nàn này, made his students not always make terrible mistakes, made là khiến cho hoặc là làm này. Câu này đáp án đúng của chúng ta sẽ là C, đúng không? Đấy, các bạn nhớ nhé, complain about something. Đấy, complain about somebody doing something, gọi là thế. Đấy, cấu trúc này có thể ghi là phàn nàn về việc ai đó làm gì. Đấy, câu này nhé, complain about somebody doing something, phàn nàn ai đó. Đấy, về việc gì đó. Đấy, kiểu như thế. Phàn nàn về việc ai đó làm gì. Đấy, kiểu phàn nàn về việc ai đó làm gì. Đấy, ghi như vậy thì nó sẽ dễ hiểu hơn. Tiếp theo này, câu số 17. We're having a reunion this weekend.
Đấy, cuối tuần này chúng tôi sẽ có một cái buổi họp lớp này. Ở đây chúng ta có từ reunion trong trường hợp này. Mình có thể dịch là cái buổi họp lớp đi. Why don't you come? Đúng không? Hoặc là cái buổi tụ tập gì đó. Họp lớp gì đấy. Đấy, tại sao bạn không đến nhỉ? Đấy, thì cái câu này nó là cái câu như thế nào đấy? Câu này cũng là một câu trong đề thi thật trước đây các em nhé. Cũng là một câu trong đề thi thật đấy. Nào, Carrie Trần C. Các bạn comment là câu mười mấy nhá. Chúng ta đang câu 17. Nào, câu 17. Rồi, các bạn lại đi đâu hết rồi? Thấy đông đông bây giờ lại thấy đi đâu rồi? Buồn lắm. Đinh Ngọc Bảo Hân mới... Đinh Ngọc Bảo Hân vào từ lúc đầu rồi nhưng mà nó bị ẩn comment hay sao ấy. Bây giờ mới thấy. Linh Hoàng, em muốn được cô nhắc tên nhiều hơn nữa. Nhưng mà bạn nào cũng muốn được nhắc tên nhiều thì làm thế nào? Mấy cả cô cũng phải tập trung giảng bài nữa, đúng không? Cô nhìn nhìn comment thôi nhưng mà bây giờ mà đọc ra nó cũng làm cho cô bị phân tâm ấy. Nhắc tên em đi cô. Ok, Trần Đức. Nào, câu 17 comment đi nào. Nào, câu này là một cái lời mời, đúng không? Câu này là cái lời mời. Đấy. Tại sao bạn không đến nhỉ, đúng không? Tại sao bạn không đến nhỉ? Why don't you come? Why don't you come? Đấy. Ở đây chúng ta cân cứ vào cái câu này thôi này. Why don't you come? Đây là một cái lời mời, các bạn nhớ chưa? Tại sao bạn không đến nhỉ? Đấy, thì đây là một cái lời mời. Đấy, đây là một cái lời mời. Thế thì chúng ta nhìn cái động từ đây này, đúng không? Invited. Đấy. Thế còn cái này là asked, hỏi tại sao là sai nhá. Thế còn cái này là không hiểu này. Thế còn cái này cũng hỏi tại sao là sai này. Đấy, chúng ta để ý cho cô cái động từ ở đây là động từ invited. Mời ai đó làm gì? Đấy, cụ thể là John cordially invited us to a reunion this weekend. Đó, cordial, câu này phải là cordially. Bị đánh thua cái này sao? Ok, nó không sửa được. Nhá, tóm lại là bạn John, bạn ấy rất là thân tình. Bạn ấy mời tôi đến một cái buổi họp lớp vào cuối tuần này. Đấy, ở đây cụ thể là invite nhá, dùng động từ mời ai đó. Đấy, giống như biết là có why don't you come. Thì khi mà chúng ta tường thuật lại, chúng ta sử dụng động từ invite. Để các bạn nhớ như vậy cho cô nhé. Tiếp theo câu 18 nào. Câu này là câu bị động đây. Câu này là câu bị động. Nhưng mà với động từ tường thuật, đây là cái dạng bị động cũng khá là khó, khá là đặc biệt. They say that the visitors were killed by terrorists. Họ nói rằng là những cái người du khách ấy thì đã bị giết hại bởi những cái kẻ khủng bố. Nào, câu này như cô nói nó là cái dạng câu tường thuật. Viết tên lên bảng cho cháy. Ok rồi, viết tên John John nhá. Sướng chưa? Bây giờ bắt đầu viết tên lên cho sướng, đúng không? Ý như môn rồi, trò cưng đây. Bây giờ sẽ viết lên lưu danh muôn thuở nhá. Sướng chưa? Đấy, top fan chưa? Rồi, nào, thầy Toản còn không, thầy Quản không thấy xem nữa rồi. Nào, câu số 18 chọn gì đây? Để mà chúng ta biến nó thành một câu bị động. Đây là câu đây là đang câu chủ động. Chúng ta biến nó thành câu bị động. Đấy, cái trường hợp này cô nhắc lại nó là dạng câu bị động với động từ tường thuật. Thì chúng ta sẽ phải để ý đến hai cái dữ liệu trong câu này. Hai cái động từ trong câu này. Thứ nhất là động từ say và thứ hai là động từ were killed. Đấy, nhớ. Tức là động từ tường thuật và động từ của mệnh đề that. Các bạn nhìn không? Có hai cái động từ, cô tạm gọi là verb 1 và verb 2. Đấy, verb 1 là động từ tường thuật, verb 2 là động từ của mệnh đề that. Được chưa? Thế thì chúng ta nhìn thấy cái động từ đây là say, người ta chia ở hiện tại đơn. Bên này là quá khứ đơn. Đấy, có sự chênh lệch về thì chưa? Đúng không? Có sự chênh lệch rồi. Hay là cái khác là tường thuật một sự việc nó đã xảy ra rồi. Tường thuật sự việc đã xảy ra rồi thì chúng ta sẽ chọn cái gì đây? Nào. Tên em nữa. Hữu Thoại. Ok, được rồi. Hôm nay cô sẽ ghi tên các em lên đây, gọi là lưu danh nhá, gọi là vinh danh những bạn mà rất là chăm chỉ ngày hôm nay đi. Rồi, Chi đang học bài nhá, Chi đang học bài. Thôi rồi, viết thế thôi, còn tập trung học nữa các bạn ạ. Nào, câu này chọn gì đây nào? Nào, bây giờ chúng ta nhìn thật nhanh nhá. War set, sai luôn, các bạn nhìn thấy chưa? War là sai luôn, bởi vì đây là hiện tại đơn cơ mà. Đây là hiện tại đơn, đúng không? Thì khi mà chúng ta biến nó về câu tường thuật ý, thì một phải là is, hai phải là are, đúng không? Đi với cả set. Đấy, các bạn nhìn thấy rõ chưa? Câu này cũng sai luôn này. Was cũng không được. Đấy, như vậy chúng ta loại được cái gì? Loại được phương án A, loại được phương án D. Đúng chưa? Đấy, nhớ. Đầu tiên chúng ta nhìn cái động từ say ở đây hiện tại đơn.
đưa nó về dạng bị động thì phải là is hoặc là a cộng set, đúng không? Rồi, thì bây giờ còn lại hai phương án là phương án B và phương án C, chúng ta để ý là có a set rồi, đúng không? Đấy, sau đó đằng sau là gì? Ở đây chúng ta để ý là were killed, nó là câu bị động. Nó là câu bị động, đúng không? Bị giết mà, đúng không? Bị giết hại. Đấy, thì cái vế đằng sau cũng phải là bị động. Đấy, chúng ta để ý là to have killed, have cộng phân từ 2 thì nó là câu chủ động rồi. Suy ra đáp án đúng của chúng ta sẽ là have been killed. Đáp án đúng của chúng ta sẽ là phương án C. Đấy, các bạn thấy không? Thực ra khi mà chúng ta nắm rõ kiến thức rồi thì cái việc chúng ta loại trừ phương án và chúng ta chọn phương án đúng nó rất là dễ dàng. Ok chưa? Đấy, đầu tiên chúng ta loại hai cái phương án này đi. Đấy, bởi vì say, đúng không? Từng thuật nó là ở hiện tại đơn. Đấy, thì không thể là was mới cả were được. Đấy, ở đây nó là câu bị động. Đấy, bị động thì tường thuật lại nó sẽ là to have been cộng phân từ 2. Đấy, chứ không thể là to have cộng phân từ 2 được, bởi vì đây là dạng chủ động này. Đấy, còn cái này sẽ là dạng bị động này. Ok chưa? Đấy là câu 18. Tiếp theo câu 19 nào. Em nè, ok. Rồi, viết tên em lên bảng cho có động lực, cho có động lực. Hôm nay hay bị nói nhịu quá. Rồi, câu số 19 nào, lại là một câu tường thuật đây. Câu này cũng là những cái câu trong đề thi thật trước đây đấy nhá. Cũng là những câu trong đề thi thật trước đây. Believe me, hãy tin em đi. It's no use reading that book. Vô ích khi đọc quyển sách đó thôi. Chúng ta chú ý có cấu trúc là it's no use cộng với cả verb ing, có nghĩa là vô ích khi làm gì. Hãy tin em đi, vô ích khi đọc quyển sách đó thôi, Janet nói với cả người bạn trai của cô ấy. Đấy, hãy tin em đi, đọc quyển sách đấy chả đáng đâu, kiểu như thế. Nào, đáp án đúng của chúng ta sẽ là gì? Cô ghi tên em với Trần Đức, ok. Rồi, cứ kiểu ngồi ghi tên thế này thì hết giờ các bạn ạ. Chúng ta phải tập trung vào học nữa. Nào, cố gắng lên câu 19 rồi, câu 19 nào. Chi đang học bài 19C, Khôi Nguyễn đăng C dòng nước A. Câu này các bạn chọn C. Try to convince, đúng không? Thứ nhất chúng ta có to convince là thuyết phục này. Thì Janet cố gắng để thuyết phục người bạn trai của cô ấy rằng là quyển sách was not worth reading. Was not worth reading có nghĩa là không đáng để đọc. Không đáng để đọc thì nó cũng bằng cái it's no use reading. Đấy, như vậy đáp án đúng của chúng ta sẽ là phương án gì? C, đúng không? Thế còn phương án B. Đấy, phương án B thì mặc dù nó cũng có động từ persuade nhưng mà chúng ta để ý vế đằng sau này. Đấy, Janet đã xoay sở, đã thành công. Manage to, để ý nói là Janet đã thành công trong việc là thuyết phục bạn trai cô ấy rằng là quyển sách, đọc cái quyển sách đó thì rất là đáng. Như vậy sai nghĩa, đúng không? Worthwhile đây có nghĩa là đáng, đáng để đọc ấy. Đấy, như vậy phương án B sai nghĩa. Thế còn oppose có nghĩa là phản đối. Đấy, thế còn cái này là gợi ý là sai. Đây là đang muốn kiểu thuyết phục cái người bạn trai kia là cái quyển sách đó không đáng để đọc. Đấy, như vậy câu này đáp án đúng là C các bạn nhé. Rồi, tiếp theo câu 20 nào, cố gắng lên. Câu 25 là chúng ta sẽ xong rồi. The government have established some wildlife reserves. They want to protect endangered species. Now, chính phủ đã thành lập, đã thiết lập một vài những cái khu bảo tồn động thực vật hoang dã. Họ muốn bảo vệ các loài mà có nguy cơ bị tuyệt chủng. Câu này nhá, dấu hiệu biết là có want to. Want to là muốn. Đấy, want to nó có nghĩa là muốn, đúng không? Thì nó chỉ cái điều gì? Nó chỉ mục đích, các bạn nhớ chưa? Đấy, nó chỉ mục đích. Đấy, cho nên là khi mà chúng ta nối câu ấy, chúng ta sẽ đi tìm những cái liên từ chỉ mục đích. Các bạn nhớ chưa? Đấy, ví dụ chúng ta nhìn liên từ nào. Whether, liên từ thì nó nằm ở đầu câu hoặc là giữa câu. Ở đây là whether or not đây này. Dù có, dù cái gì đó hay không. Thế còn câu B, liên từ là although này. Đấy, câu C, liên từ là so that này. Câu D, liên từ là if này. Đấy, tức là nó là câu điều kiện. Nào, đấy, chúng ta nhìn, bây giờ chúng ta đã nhìn rõ liên từ chưa? Đấy, cái dạng nối này thì nó chúng ta đi tìm liên từ. Bởi vì nối câu thì chúng ta phải sử dụng liên từ để chúng ta nối, đúng không? Đấy, cho nên chúng ta đi tìm các liên từ. Đấy, sau đó chúng ta xác định xem cái liên từ đấy nó nói, cái liên từ đấy được dùng để nói về cái mối quan hệ gì. Ví dụ nhá, cô đã nói rồi, đúng không? Cái từ want to này là có nghĩa là muốn. Muốn ám chỉ mục đích, đúng không? Mục đích thì mình phải đi tìm một cái liên từ chỉ mục đích. Chính là từ so that. So that có nghĩa là để. So that viết liền nhau có nghĩa là để. Để tức là chỉ mục đích, đúng không? Đấy. Cho nên đáp án đúng của câu này nó là gì? Nó là phương án C. Thế còn although, nó là liên từ chỉ nhượng bộ, không đúng. Phải là liên từ chỉ mục đích.
đúng không? Tôi thiết lập cái này để làm gì? Chỉ mục đích, đúng không? Thế còn whether or not, liệu có hay không? Câu này nhá, là liệu chính phủ có thiết lập những cái khu bảo tồn này hay không thì các loài động vật hoang dã vẫn được bảo vệ là sai, đúng không? Đấy, còn đây là câu điều kiện. Câu điều kiện này thì là sai rồi. Đấy, câu điều kiện này là sai. Đấy, câu này cô nói là chính phủ đã thành lập chưa? Thành lập rồi, đúng không? Đã thành lập rồi. Đấy, ở đây lại bảo là nếu chính phủ thành lập. Đấy, nên người ta dùng câu điều kiện lại hai là sai rồi. Trên thực tế là chính phủ đã thành lập rồi, đúng không? Thì bây giờ lại bảo là nếu chính phủ thành lập. Đấy, phải bảo là nếu chính phủ không thành lập chứ, đúng không? Câu điều kiện thì nó phải thể hiện một cái gì đấy, nó trái ngược chứ. Đấy, cho nên là cũng sai, đúng không? Câu điều kiện lại hai đây là sai. Rồi, còn 5 câu nữa mạng độ con. Nào, câu 21 nào. Hôm nay ít bạn xem quá, buồn quá. Mặc dù có thể biết là hôm nay có thể các bạn dành thời gian ôn thi hoặc là như nào đấy để các bạn. Hi, Carrie Trần, cô sẽ viết tên bạn Carrie Trần nhá, từ đầu giờ cho đến bây giờ rất là. Đấy. Carrie Trần comment liên tục luôn. Nào, câu 21 nào. She tried very hard to pass the driving test. She could hardly pass it. Câu này là gì? Cô ấy cố gắng hết sức để vượt qua cái bài thi lái xe. Chấm. Cô ấy hầu như không thể đỗ được. Đấy, ở đây thì nói là mặc dù cố hết sức nhưng vẫn không thể đỗ được, đúng không? Nào, đáp án đúng của chúng ta sẽ là gì đây? Câu 21 nào. Cô bao nhiêu sách câu cuối cùng? Luôn luôn là câu cuối cùng nhé. Comment từ đầu mà Hoàng Thùy Linh ok rồi. Khổ quá. Bây giờ không viết tên lên thì lại dỗi. Hoàng Thùy Linh ok. Nào, câu 21 comment đi nào. Đinh Ngọc Bảo Hân 21C, Khôi Lê 21D. Ở đây chúng ta phải chú ý nhé. Cô ấy cố gắng hết sức nhưng mà cô ấy không thể đỗ được. Ý nói là như vậy. Đấy, cố hết sức nhưng vẫn không thể đỗ được. Đấy, cái từ hardly này. Hardly là hầu như không thể. I could hardly là hầu như không thể, có nghĩa là nói chung là không đỗ được. Đấy, cố gắng hết sức nhưng vẫn không đỗ. Đấy, ý nói là như thế. Nào, chúng ta chọn cái phương án nào nó phù hợp đi nào. Quản Thị Phương, được rồi. Đấy, em cũng muốn được viết tên. Chết mất mấy đứa này. Rồi. Nào, bây giờ comment đi nào. Chi đang học bài 21C. Hard as she tried, she could hardly. Câu này chắc bị thừa chữ ấy. She could hardly. Đây nhớ, bỏ cái từ hard này đi nhá. Bị thừa đấy, chứ làm sao có từ hard đây được. Ok, rồi. Câu này bỏ cái từ hard đi cho cô nhé. Đáp án đúng của chúng ta là phương án C. Đấy, bạn nào comment C là đúng. Thế còn B nó không đúng đâu. Đấy, B có nghĩa là mặc dù có thể đỗ, nhưng cô ấy không đỗ. Ở đây phải ý của nó là gì? Là mặc dù cô ta cố hết sức nhưng vẫn không thể đỗ được. Đấy, chúng ta chú ý là hard as she tried. Ở đây là cái dạng cấu trúc đảo ngữ. Đảo ngữ của ôn dâu các bạn nhé. Đấy, cái hard này. Hard as she tried. Ở đây chính là dạng đảo ngữ của cấu trúc ôn dâu. Chúng ta sẽ viết lại bằng cách là gì? Bằng với cả từ ôn dâu hoặc là dâu đều được. She tried hard. Đấy, nhưng mà chúng ta nhớ cái công thức, hai công thức này bằng nhau đấy. Đấy, hard as she tried. Bằng với cả công thức là ôn dâu, she tried hard. Nó đều có nghĩa là mặc dù cô ấy đã cố gắng hết sức rồi. Đấy, nhá. Đều như nhau. Yeah, she could hardly pass the driving test. Cô ấy vẫn không thể. Cô ấy hầu như vẫn không thể đỗ được, đúng không? Nói chung là không thể đỗ được rồi. Thế còn phương án A là sai nghĩa, đúng không? Mặc dù cô ấy không cố gắng. Sai luôn ở cái chỗ này rồi. Đấy, câu này cũng thế. Cô ấy cố gắng rất nhiều cho nên cô ấy đã đỗ là sai. Là sai nghĩa rồi, đúng không? Rồi, tiếp theo này, câu số 22. The basketball team. The basketball team knew they lost the match. Cái đội bóng rổ ấy, họ biết là họ thua cái trận đấu đấy. They soon started to blame each other. Họ bắt đầu quay ra đổ lỗi cho nhau.
Đấy, công thức này chọn cái phương án gì đây? Ở đây chúng ta có từ soon. Soon. Họ sớm quay ra đổ lỗi cho nhau. Ở đây ý nói là vừa mới biết cái kết quả là thua thì quay ra đổ lỗi cho nhau luôn. Đấy. Ở đây cô gợi ý là cấu trúc vừa thì các bạn nhé, cấu trúc vừa thì. Khôi Lê, I'm waiting for the teacher to write my name on the blackboard. Ở đây đây không phải là blackboard đâu, đây là bảng xanh chứ không phải bảng đen đâu. Ok, rồi, Khôi Lê nhá. Cái trò viết tên này mệt quá. Nào, câu này chọn gì? Ngọc Hiếu, 22D, Đào Thị Ngọc Ánh, Hoàng Thị Anh Thơ, Lê Trung D. Vừa mới biết là thua thì đổ lỗi cho nhau. Như vậy cái hành động nào xảy ra trước? Hành động là biết là thua phải xảy ra trước, sau đó thì mới quay ra đổ lỗi cho nhau, nhưng mà đổ lỗi luôn, đúng không? Tức là vừa mới biết một cái, đổ lỗi luôn. Hai hành động xảy ra gần như liên tiếp với nhau. Đấy, tuy nhiên thì hành động đổ lỗi, hành động biết là thua vẫn xảy ra trước. Hành động nào xảy ra trước thì mình sẽ đưa lên đầu. Các bạn nhớ, hành động xảy ra trước, hành động biết là thua xảy ra trước đưa lên đầu. Đấy, như vậy, hardly had the basketball team known. Đấy, they lost the match, đi với cả when. Các bạn nhớ là hardly đi với when thì là đúng rồi, vừa thì, đúng không? Đấy, thế còn cái cấu trúc này sai này, ngay khi đổ lỗi cho nhau thì biết là sai trình tự, sai trình tự nhá, phải là biết thua rồi mới quay ra đổ lỗi cho nhau, được chưa? Cái này cũng thế, no sooner. Đấy, no sooner mấy cả van thì cũng có nghĩa là vừa thì, nhưng nó sai ở cái chỗ này, đúng chưa? Đấy, người ta phải nói là vừa mới biết là thua thì đổ lỗi cho nhau, tức là cái đổ lỗi cho nhau phải xảy ra sau. Đấy, thế còn cái này là không những thua mà còn đổ lỗi là sai nghĩa. Đấy nhá. Chúng ta nhớ cái cấu trúc của vừa thì này, hardly này, đi với cả had, cấu trúc đảo ngữ nhá, hardly had cộng với cả chủ ngữ cộng với cả phân từ 2, vế đằng sau sẽ đi với cả when, chủ ngữ cộng với cả verb chia ở quá khứ đơn. Cấu trúc này nó cũng bằng với cả no sooner. Nhưng mà no sooner thì nó sẽ đi với cả than, nó chỉ khác nhau ở điểm đấy thôi. Thế lại còn lại đều dùng, cái này đều dùng là quá khứ hoàn thành, còn cái này đều dùng là quá khứ đơn, các bạn nhớ chưa? Đấy, no sooner đi với than, hardly thì đi với when, đều có nghĩa là vừa thì. Hành động nào xảy ra trước thì đưa lên đầu, hành động nào xảy ra sau thì đưa lên sau, đưa ở đằng sau, nhớ chưa? Đấy, cụ thể ở đây là hành động là biết là thua xảy ra trước, đúng không? Thì đưa lên đầu. Đấy, đấy là câu 22. Tiếp theo này, câu số 23, các bạn cố gắng lên nào. The student next to me kept chewing gum. Cái cậu học sinh mà ngồi cạnh tôi cứ liên tục ăn kẹo cao su. Và that bothered me a lot. Câu này cũng là một câu trong đề thi thật. Nói chung là gần như tất cả những câu mà chúng ta học ở đây trong cái buổi ngày hôm nay đều được lấy ở trong đề thi thật hết. Đề thi thật của bộ ấy, những cái đề thi tốt nghiệp những năm trước đây, hoặc là có thể là những cái đề thi đại học cao đẳng những năm trước đây. Tấn Tiến mới ăn trái Suzuku no Mi nên tàng hình. Tàng hình làm sao được, vẫn nhìn thấy đây. Đấy, cái kiểu bảo là em bị tàng hình với cả em bị vô hình với cả, thì ám chỉ là kiểu cô lơ đi đấy, khổ lắm. Các bạn nhớ share về tường lưu lại nhá, hôm nay ít bạn share quá. Ít bạn share quá. Cố gắng lên. Nam Hoài, cô không ghi tên em thì em dỗi. Mệt quá, thôi cái ghi tên vui vui vậy thôi, chứ còn ghi tên nó có ý nghĩa gì đâu các em. Gọi tên thế này được rồi đúng không? Nào, that, đấy, cái điều đó thì làm cho tôi rất là khó chịu. That ở đây được dùng để thay thế cho nguyên toàn bộ cái ý đã được nhắc đến ở cái câu đằng trước đúng không? Thế thì nó sẽ viết lại bằng cái gì nhỉ? Rồi, câu này các bạn chọn A là đúng rồi, which, đúng không? Chúng ta sẽ sử dụng đại từ quan hệ which để nối câu. Và which thay thế cho that, các bạn nhớ chưa? Which ở đây là thay thế cho that. That là cái điều đó là điều gì? Toàn thay thế cho toàn bộ cái ý đã được nói đến ở câu trước đấy. Thế thì chúng ta dùng đại từ which để thay thế cho that. Nhưng mà đằng trước đấy phải nhớ thêm dấu phẩy vào nhé. Rồi, như vậy xong, câu này chỉ thế thôi. Thế còn that ở đây không được nhá, câu này không được, bắt buộc phải sử dụng which. Đấy, sau đó đằng trước đấy là dấu phẩy. Tiếp theo này, câu 24, các bạn cố gắng lên. 24, sau đó 25 là xong rồi.
Bây giờ mấy giờ rồi? 10 giờ. Cũng gần một tiếng rưỡi đấy. He is very intelligent. Anh ấy rất là thông minh. He can solve all the problems in no time. Anh ấy có thể giải quyết tất cả các vấn đề rất là nhanh chóng. Đấy, câu này là câu như thế nào đây? Nào chúng ta cố gắng lên nào. Hansara, chúc may mắn anh em. Nào, chúc may mắn đi. Hữu Thoại 23A. Câu 24 nào. Ngọc Hiếu 24D. Thế Thăng, em đã xem từ đầu. Để ý kỹ nhá. Câu D xem đúng hay sai đó. Ok, nào, Đào Thị Ngọc Ánh đúng. Ý như môn B sai rồi. Nhớ, B sai rồi. Cái câu B các bạn chú ý cho cô là quá đến nỗi mà, đúng không? Quá đến nỗi mà thì nó vác thì nó không đi với very, mà nó phải đi với so trong trường hợp này. So cộng với cả intelligent. Nhớ nhớ, so that, such that, chứ không có very that. Nhớ như vậy cho cô nhớ, không có very đi với that, mà phải là so that, such that, quá đến nỗi mà, đúng không? Đấy, câu B sai, nhớ là không có very đi với that đâu. Thì câu này là câu đảo ngữ. Đấy, câu này cũng là một dạng câu đảo ngữ. Đấy, câu này đáp án đúng của chúng ta sẽ là phương án A, đảo. Đảo ngữ, đúng không? Chúng ta muốn nhấn cái thành phần gì? Muốn nhấn mạnh thành phần gì? Thì mình đảo nó lên trên đầu. Cụ thể đây chúng ta muốn nhấn là quá là thông minh, đúng không? Sâu cộng tính từ. Đấy, sau đó cộng với cả động từ to be trong trường hợp này. Cộng với chủ ngữ, đằng sau là mệnh đề that. Thế thôi, mệnh đề đằng sau thì nó không đảo. Chúng ta chỉ đảo cái vế trước thôi, vế sâu thôi. Sâu cộng tính từ. Đấy, đảo, đưa lên trên đầu. Chúng ta muốn nhấn mạnh là quá là thông minh, đúng không? Chúng ta muốn nhấn mạnh cái ý ở đây là anh ta quá thông minh. Đấy, sau đó đến động từ to be, sau đó đến chủ ngữ, sau đó đến mệnh đề that. Các bạn nhớ chưa? Đấy, đáp án đúng của chúng ta là A. Rồi, cố gắng lên nào. Câu cuối cùng đi. Nào, câu 25. Câu 25 sẽ là cái câu mà quyết định xem ai sẽ được nhận phần thưởng. Món quà là cuốn giải mã môn tiếng Anh của cô ngày hôm nay. Đấy, thì cái bạn đấy sẽ là cái bạn mà comment nhiệt tình, hăng hái. Đấy. Cô nhìn nick là cô phải nhận ra được. Và thứ hai nữa là bạn ấy phải là người comment sớm nhất đáp án đúng và sớm nhất, đúng không? Đáp án đúng đi. Đừng có comment vội nhé. Cô mà nhìn thấy bạn nào comment vội thì cô sẽ không công nhận đâu. Chúng ta phải đợi khi nào cô mở cái câu 25 ra cơ. Nhá, các bạn chuẩn bị chưa? Chuẩn bị nào, giây phút quyết định. Nào, câu 25. Vẫn là she is intelligent, chấm. She can sing very well. Nào, chọn nhanh nào. 25. Cố gắng lên. Cố gắng lên. 25 gì? 25 gì? Các bạn phải ghi rõ 25 gì ra nhá. Câu 25, ghi rõ câu ra. Ghi rõ câu, số câu. Cô chưa nhìn thấy ai cả. Cô chưa nhìn thấy ai ghi rõ số câu cả. Vũ Trường, cô nhìn thấy đầu tiên. Nhưng Vũ Trường thì là đợt trước được rồi. Bây giờ sẽ là Linh Hoàng. Bạn Linh Hoàng đây. Bạn Linh Hoàng xếp ngay đằng sau bạn Vũ Trường. Sau đó mới đến Lê Minh, Minh Ngọc. Như vậy hôm nay bạn Linh Hoàng. Vũ Trường là bạn mà tuần trước vừa được xong đúng không? Đúng không Vũ Trường? Đúng không Vũ Trường? Thế nên thì món quà của ngày hôm nay sẽ dành cho bạn Linh Hoàng. 25, thực ra bạn ấy comment hơi sai đấy. Câu 25 mà chọn Linh Hoàng, chọn A thì là không đúng lắm. Chọn A thì không đúng lắm đâu. Câu này nó vẫn đúng, không phải là A đâu. Nhưng mà thôi được rồi. Thôi được rồi. Cô vẫn chấp nhận comment sai cũng được. Miễn là bạn ấy rất là hăng hái học ngày hôm nay. Đấy nhá. Thì xin chúc mừng bạn Linh Hoàng. Linh Hoàng nhớ inbox Facebook cá nhân của cô là Hoàng Xuân, hoặc là fanpage của cô là Học Tiếng Anh với cô Hoàng Xuân. Sau đó thì nhắn cho cô cái họ tên này, địa chỉ và số điện thoại để cô sẽ gửi cho bạn nhá. Ok, đấy, các bạn khác đã see you, bye bye cô rồi. Phải đợi kết thúc lại chứ, đúng không? Câu này đáp án đúng của chúng ta sẽ là phương án B các bạn nhé. Câu này là B. Not only is she intelligent, but she can also sing very well. Cô ấy không chỉ là thông minh, mà còn hát rất là hay nữa. Ở đây chúng ta sử dụng cấu trúc đảo ngữ của not only. Chúng ta đảo cái vế đằng trước thôi, còn vế đằng sau thì giữ nguyên. Đấy, not only, khi mà đưa not only lên đầu, sau đó sẽ đến thành phần là, trong trường hợp này là intelligent là tính từ, cho nên đây sẽ là động từ to be. Đấy, nhớ, trong trường hợp này là not only này. Đấy, sau đó sẽ đến động từ to be luôn. Đấy, sau đó là đến chủ ngữ. Đấy, sau đó là đến tính từ trong trường hợp này.
Đấy, sau đó là but với đằng sau. But cộng với cả chủ ngữ, cộng với cả verb, vân vân. Đó, được chưa? Not only is she intelligent. Cô ấy không những là thông minh mà còn hát rất là hay nữa. Thế còn cái này là sai nhá. Not only intelligent is she à, đúng không? Nó sai, sai cấu trúc. Thế còn cái câu A vì sao mà sai? Cái cấu trúc này có nghĩa là mặc dù nhá. Mặc dù cô ấy thông minh, các bạn nhớ chưa? Nếu mà chọn cái này có nghĩa là mặc dù cô ấy thông minh nhưng cô ấy có thể hát hay à? Nó chả liên quan gì đến nhau đúng không? Mặc dù thông minh có thể hát hay. Ở đây là thông minh và hát hay thì nó là hai cái đặc tính tốt đúng không? Thế cho nên chúng ta phải sử dụng cấu trúc là vừa thông minh lại còn vừa hát hay. Tức là không chỉ là thông minh mà còn hát hay đúng không? Đấy, đáp án đúng của chúng ta nó phải là như thế nha. Ok. Rồi, như vậy chốt nhá, câu hai nhau đáp án là B. Và hôm nay bạn đã nhận được cái phần thưởng của cô là bạn Linh Hoàng. Đấy nhá. Thế còn các bạn khác thì chưa may mắn thôi, các bạn yên tâm. Cô còn live nhiều mà đúng không? Còn live nhiều có nghĩa là chúng ta sẽ còn cơ hội để được nhận sách của cô nhá. Không có vấn đề gì hết. Ok, hiểu chưa? Rồi, em học từ buổi đầu mà chưa được nhận sách. Có thể là mình chưa có được cái sự may mắn cần thiết thôi đúng không? Không có vấn đề gì hết đâu. Cái việc có tặng sách nó chỉ là một cái gọi là để cho chúng ta học hành hăng hái hơn thôi chứ nó chỉ là quyển sách thôi mà đúng không? Đấy. Rồi sẽ còn rất nhiều cơ hội nữa, không có vấn đề gì hết nhá. Bye bye các em. Cảm ơn các em đã xem cái phần live ngày hôm nay nhá. Bye bye chúng ta nhá.